sư thân ca mô ni phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày 12 tháng 12 năm 2021, nhằm ngày 9 tháng 11 năm Tân Sửu. Tại Viện Chiên Tu, hôm nay giác nhàn có buổi giảng. Giảng những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang về người khi mất thần trung ấm đi đầu thai như thế nào. Và thi kệ tốt yếu của Tổ sư Ấn Quang và Di Đà Phật. Thưa quý vị, hôm nay có gia đình của chú Nguyễn Công Trúc, pháp danh Đức Thọ, là ba của cô Quyền. Xin phát tâm cúng dường trai tăng để hồi hướng cho hương linh của bà Lâm Thị Lan, pháp danh Liên Tình, hưởng thọ 86 tuổi, và hương linh Lâm Thị Lan, pháp danh Liên Phước. Và hôm nay cũng có cái hương linh Nguyễn Thị Thảo, hưởng thọ 93 tuổi, hôm nay là 49 ngày. Nguyện đem công đức cúng dường trai tăng, phóng sanh, in kinh, đúc tượng Phật để hồi hướng cho các vị hương linh vừa nêu danh trên, thừa tư cái công đức này mà sớm vãng sanh về miền Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà và A Di Đà Phật. Còn một số các vị cầu an cầu siêu thì chút nữa ra phóng sanh sẽ đọc tên. Thưa quý vị, cái công đức cúng dường trai tăng, khi một gia đình phát tâm cúng dường trai tăng, bỏ tịnh tài tức là tiền của mình ra đó, thì thường chúng tôi chia ra mua đồ ăn thức uống, và một số quý thầy quý cụ thiếu vật dụng thì sẽ mua cho 70-80 vị ở trên chùa Quan Âm bên trên, rồi xung vào cái quỹ đúc tượng Phật. Chùa mình có một cái khu đúc tượng Phật ra để tặng miễn phí, cộng lại thêm nữa đó là tiền đó sẽ mua đồ phóng sanh, rồi mua thức ăn thức uống để cúng dường cho chư tăng. Như hôm trước chúng tôi nói đó, thì trai tăng từ giờ trở đi thì mình không có phát bì phong bì tịnh tài tiền cho chư tăng nữa, bởi vì hôm nay chúng tôi ra cái quy định đó là mình dầu cho các chú tịnh nhân mới xuống tóc cũng như cư sĩ sa di tỳ kheo giữ 10 giới sa di, đó là giới thứ 10 không giữ tiền, nhưng mà tiền không có thiếu, bệnh hoạn rồi thuốc men cũng như quần áo, tất cả tứ vật dụng mà chúng tôi lo đủ hết. Vì vậy cho nên cái tiền đã xung vào một cái quỹ chung của đại chúng. Cho nên khi tiền cúng trai tăng thì làm nhiều cái công đức để hồi hướng. Vì vậy cho nên dẫu cho nghiệp của thân bằng quyến thuộc của mình trước khi mất tạo những nghiệp xấu ác như sát sanh, thì cái lúc cúng dường trai tăng cũng có phóng sanh để tiêu nghiệp sát sanh. Rồi cái nghiệp chướng nó sâu nặng đó thì lấy cái tiền đó để in kinh. Bây giờ đang in kinh Phổ Môn, quý Phật tử xin nhiều quá. Và đúc tượng Phật. Chút nữa chúng tôi có nói hai cái công đức phóng sanh và hai cái công đức in kinh để tiêu nghiệp của người sống và tiêu nghiệp của những người đã mất. Rất là màu nhiệm. Đây là trong kinh Sai Biệt Nghiệp Báo, Đức Phật có chỉ dạy. Thì người mất người ta cần những cái gì mình biết để mình giúp cho họ, đó là công đức phóng sanh, công đức in kinh, công đức in tượng Phật, công đức cúng dường trai tăng là đệ nhất. Ngoài đó mình niệm Phật, tụng kinh, trì chú, niệm Quan Âm để hồi hướng nữa, nếu mà gia đình mà chân thật mà làm thì có hiệu quả ngay. Như vậy cái việc mà cúng dường trai tăng hôm nay
nó có cái kết quả mà đôi khi mình không để ý. Thường trong cuộc sống của mình nhìn kỹ, mình thấy có những người nghèo, kẻ giàu, đúng không? Giàu bao trùm thiên hạ, giàu quá cỡ giàu. Như ông Bill Gates mà ở bên Mỹ mà cái tài sản của ông nó kinh khủng. Rồi ở đây cũng có một số, hôm trước chúng tôi coi trên mạng, có 7 nhà tỷ phú giàu nhất nước Việt Nam, mà cũng có 1-2 nhà tỷ phú đó là xếp hạng 2, hạng 3 gì trên thế giới. Tiền họ nhiều quá, không biết bao nhiêu triệu tỷ, nhiều quá. Có phải bỗng không ông trời thượng đế cho họ hay là nó có nguyên do? Thường bọn phàm phu chúng ta là thường nhìn cái quả, sao thấy người đó giàu quá mà không thấy được cái nhân đời trước họ bố thí cúng dường. Đúng không? Đó. Cho nên Bồ Tát thì tích những cái nhân thiện, không mong cái quả thiện đến mà quả thiện vẫn đến. Còn kẻ phàm phu chúng ta mà không biết tích nhân thiện mà chỉ mong quả thiện, quả ngon, quả ngọt đến thì làm gì có. Mình chỉ thấy những cái quả trước mắt chứ không có nhìn thấy được cái nhân của quá khứ. Và không biết hiện tại mình tạo cái nhân để mà tương lai mình hưởng cái quả, không biết được cái điều này. Cho nên hôm nay gia đình phát tâm cúng dường trai tăng là công đức chúng tôi làm để gia đình để hưởng. Và những người hôm nay có mặt trong này không có bỏ một đồng tiền nào ra hết thì gọi là tùy hỷ công đức, vẫn có công đức tùy hỷ. Đặc biệt là vậy. Rồi những kẻ xấu xí, rồi những kẻ mà hảo tướng đẹp đẽ, có nguyên do nói chứ không phải tự nhiên ông thượng đế ông trời ban thưởng. Khi mình hiểu được cái nguyên do rồi rồi đó, thì khi mình xấu xí mình không có bị mặc cảm, mình vẫn hoan nghỉ bằng lòng. Do đời trước mình hỷ bán người khác, không cung kính tam bảo, thấy những người đẹp hơn mình, giỏi hơn mình khinh bỉ, những người xấu hơn mình, dở hơn mình chê bai chà đạp. Đó là cái nhân làm cho con người mình phải xấu xí, bị người khác khinh bỉ lại. Hiểu cái nhân quả này rồi thì an vui sống lắm. Có những kẻ họ rất là thông minh, có trí tuệ, họ làm cái gì họ tính toán cũng thành công. Có những người ngu đần đến nỗi mà đi làm mướn cho người khác, mà người khác còn phải chê bai ruồng rẫy nữa, thì mình biết là kẻ này họ có cái nhân quả. Những người họ thông minh đó là họ biết tán thán lời dạy của Thánh Hiền, họ khen tặng những bậc Thánh Hiền, họ cung kính những bậc Thánh Hiền, họ thấy những người giỏi thì họ học theo, những người dốt thì họ chỉ bày, họ khuyên lơn. Cho nên người này được cái nhân đó, cái nhân của đời trước họ tạo như thế, thì bây giờ đời này họ có trí tuệ, thông minh, sáng suốt, thành một người quý phái. Trong cuộc sống mình thấy bàn bạc đó rất rõ. Trong văn sao Ấn Tổ có kể cái câu chuyện là có một vị đó mà nghèo khổ đến mức độ mà đi sinh, mà hai cái chân bị liệt luôn. Bữa thầy Minh có đọc cái câu chuyện này, mà gọi rằng là khất thực nỗi niềm gian nan. Người ta thấy ông bị què tật đi sinh, người ta hất hủi ông buồn, người ta không cho thì ông lại gì bực tức, khổ quá đi khất thực, tức là đi xin ăn mà không đủ ăn luôn. Thì quý vị biết là cái phước báo họ cạn mỏng như thế nào. Hôm nay mình có đủ miếng cơm manh áo, đôi khi dư chứ không phải đủ nữa, thì mình biết chia cơm xẻ áo, biết phát tâm cúng dường cho những người nghèo, đó là mình tích cái phước. Còn ông này không biết tích phước, đời trước ông hưởng hết phước mà gọi là âm luôn, mà ông là tạo những nghiệp xấu ác nữa và sát sanh nhiều quá, cho nên thành ra bây giờ hai cái giò nó què, nó co gấp lại đi không được, phải lấy tay thay chân để bò lết ở ngoài chợ xin ăn. Ấn Tổ kể câu chuyện này đặc biệt hay, viết thư cho ngài Đế Nhàn. Và ông quá khổ, đi xin ăn mà cũng không đủ ăn nữa. Thì ông mới nghe ở Am Đường Kiều có hòa thượng đạo hiệu Thủy Cốc. Ông mới đến, ông mới kể cái nỗi niềm khất thực gian nan và khổ cực, không đủ miếng cơm manh áo, hàng ngày ở ngoài chợ lết lăn bò ở ngoài chợ để mà xin ăn. Thì ngài Thủy Cốc mới nói rằng là cái nghiệp xấu ác của ông đời trước sát sanh hại mạng, cho nên bây giờ cái chân ông phải co quắp lại để trả nghiệp. Nhưng mà ông này ông có nhìn ra đâu, không nhìn ra. Thường chúng sanh mình bị bệnh là mình nghĩ chắc do thời tiết hoặc do cái nguyên do gì, không hiểu được cái nghiệp của xấu ác đời trước, cho nên thành ra
mình không biết sám hối, mình không biết làm lành làm phước để nó tiêu nghiệp, không biết phóng sanh để tiêu nghiệp, cứ đi chạy thầy chạy thuốc mà cũng không hết bệnh. Thì lúc đó ngài Thủy Cốc mới nói: đời trước ông không biết bố thí cúng dường, ông có tiền ông muốn hưởng một mình ông, mà hưởng phước ông tạo nghiệp xấu ác. Khi mà ông hưởng phước, ông ăn uống đầy đủ thịt cá cua ghẹ, ông sát sanh hại mạng, cho nên hiện giờ ông phải trả quả báo. Vì biết quả báo thông ba đời, quá khứ hiện tại vị lai mà. Thì cái vị ăn xin này hỏi: bây giờ con phải làm sao? Ngài Thủy Cốc nói: ông nên phát tâm xuất gia, và chỉ cho ông cái phương pháp là niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát và trì thần chú chuẩn đề. Quá khổ rồi, ông nghe liền. Mình đôi khi chưa có khổ nói cái pháp cho mình tu á, mình kêu tu làm chi, có khổ đó mà tu, tôi có tội gì đó mà tu. Thực sự nếu mà mình không có tội gì luôn á, mình là Phật rồi đó. Mình là đầy đủ tam minh tứ trí ngũ nhãn lục thông, mình là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, sạch hết vô minh hoặc kiến hoặc tư hoặc trần xã hoặc, là không có tội gì đó mới gọi là Phật. Còn mình tội là đầy bụng dạ trong đó mà vô minh che lấp, mình không biết. Rồi cuối cùng ông này ông quá khổ rồi, ông nghe Hòa Thượng Thủy Cốc nói, cái ông bằng lòng liền. Thường cái người khổ quá độ họ dễ lắm. Họ vô đường cùng rồi mà họ hướng tâm đến Phật Pháp độ rất dễ. Rồi cuối cùng cái bắt đầu ông xuất gia rồi mà vẫn phải ăn xin chứ. Mà ăn xin người ta chửi nhục mạ không buồn, đói không than phiền, hoan hỷ vui vẻ, niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát và thần chú chuẩn đề 3 năm. Thì trong cái thời gian 3 năm đó, ông niệm danh hiệu Bồ Tát và thần chú chuẩn đề, bắt đầu nó chuyển nghiệp. Nó chuyển cái nghiệp mà đời trước ông sát sanh á, giờ hai cái chân nó co quắp lại đó. Đó, chuyển cái nghiệp đó. Rồi chuyển cái nghiệp mà nghèo đi ăn xin lăn lết ngoài chợ mà không ai cho đó, thì bây giờ có người phát tâm cúng dường. Thấy cái phước mình có rồi, cái phần mình tự nhiên nó đến không? Có phước có phần mà, cái phần tự nhiên đến. Thì đêm hôm đó ông nằm ngủ, nằm mơ, ông thấy một bà lão. Cái câu chuyện này chúng tôi đọc tới đọc lui, đọc tới đọc lui, thì Minh cũng đọc cho đại chúng nghe rồi, nhưng mà mỗi người có cái ngộ vô cái mẫu chuyện này khác nhau. Thiệt ra những cái mẫu chuyện mà trong Văn Sao Ấn Tổ đều là câu chuyện chính xác thực 100% mà rất hay. Cái câu chuyện đó khi mà Ngài được viết lên, Ngài đưa những cái văn phong của Ngài vô và Ngài phân tích vô đó, tuyệt, rất hay. Thì gặp bà lão nói thẳng chân ra, duỗi chân ra đứng dậy. Thì cái người liệt này nói: con đang bị liệt chân làm sao mà đứng dậy? Ngài kêu: đứng dậy đi, đứng dậy. Ngài chỉ vô hai cái chân thẳng ra. Thần lực Bồ Tát Quan Âm. Sở dĩ được cái quả mà gặp bà già đó là trong 3 năm ông tha thiết ông niệm Bồ Tát Quan Âm. Đến nỗi Bồ Tát Quan Âm là định nghiệp, là nghiệp mà co quắp cho đến suốt đời, phải trả đời này đến đời nọ. Thế mà bây giờ niệm danh hiệu Quan Tâm Bồ Tát, chuyển định nghiệp cái chân thẳng ra. Bồ Tát chỉ cái chân nói: đứng dậy, đứng dậy. Ông nói: tôi bị bại liệt làm sao đứng dậy? Hai cái chân ông thẳng ra, cái sáng ông đứng dậy được. Mà khi ông đứng dậy được, trở thành một vị coi như là đặc biệt, lấy hiệu là Bán Nhai, và một vị coi như là đầy đủ những cái phước đức, và cái tướng của Ngài bắt đầu thay đổi. Cái định nghiệp mà co quắp cái chân lại, bỏ chỉ lấy tê thay chân mà để đi á, thì bây giờ trở lại đi bình thường, thành một vị coi như là oai phong lẫm liệt, lấy hiệu là Bán Nhai. Thì Ấn Tổ kể cái câu chuyện này cho Ngài Đế Nhàn, vì Ngài Đế Nhàn từ Ôn Châu trở về hai chân không đi được. Cho nên Ấn Tổ mới nói cái bệnh của Ngài na ná giống như một cái ông bị bệnh mà bại liệt, lấy tay thay chân xin ăn. Cho nên quý vị biết rằng là cái nghiệp của mình, tự thân mình nhiều lúc chuyển không được. Cái ông ăn xin này, tự thân của ổng á, để mà chuyển cái nghiệp xấu ác đời trước mà sát sanh bẻ chân gà chân vịt mà tạo những nghiệp xấu ác, để hai cái chân ông tự thẳng ra ông làm được. Cũng như bị bệnh rồi phải nhờ thuốc, phải nhờ thầy, và ông phải đến gặp Ngài Hòa Thượng Thủy Cốc chỉ cho cái pháp đó là niệm Quan Âm,
trì thần chú chuẩn đề, thì nhờ cái pháp mà trì thần chú chuẩn đề đó đó, nó chuyển được cái định nghiệp của ông, cho nên chân ông thẳng ra và có người cúng dường cho ông, khỏi phải khất thực gian nan nữa. Tin điều này không? Vì sao mình tin mình làm không được? Bởi vì cái tin mình chưa sâu. Tin mình chưa sâu, không có thiện hữu tri thức thường nhắc nhở, mình cứ tạo những nghiệp xấu ác. À. Thì như vậy hôm nay mình biết rằng là cái công đức cúng dường trai tăng, công đức phóng sanh, công đức in kinh, công đức in đúc tượng Phật, đó là công đức tha lực để chuyển được định nghiệp. Cộng thêm cái công đức niệm Phật, công đức niệm Quan Âm, công đức tụng kinh, công đức trì thần chú đại bi, là công đức tự lực mà nương nơi cái tha lực của Phật để chuyển được cái nghiệp lực của mình. Mà cái người mà họ lâm chung á, mà khi họ ra đi á, thì họ còn một cái xác thân nữa, gọi là xác thân chung ấm. Mà trong văn sao Ấn Tổ, chút xíu nữa thầy Nhuận Minh đọc cái lá thư này, ngài nói có những người mang thân chung ấm mà có những người không mang thân chung ấm. Họ mang thân chung ấm tức là họ chưa đầu thai làm loài súc sanh, hoặc họ chưa làm lại người, họ chưa sanh lên cõi trời. Họ mang thân chung ấm 49 ngày, hoặc có khi vài chục năm, vài trăm năm họ mang cái thân đó, thân tư tưởng đó. Như vậy khi chết rồi có mất không? Xác thân này thì thực sự mình nói là mất, tạm mình nói mất chứ thực ra nó cũng không phải là mất nữa. Khi mà vừa tắt thở thì cái hơi thở mình á, nó trở về cho gió. Hơi nóng của mình nó trở về cho lửa. Và nước của mình nó trở về cho nước. Thì xác thân mình, thịt nó trở về cho đất. Thì nó trở về lại thôi, chứ thực sự nó cũng không mất gì. Còn lại mà gọi rằng là các đạo giáo gọi là linh hồn, mình gọi là nghiệp thức á, thì cái nghiệp thức này á, có những người mà nghiệp thức xấu ác nặng á, họ đọa thẳng vô địa ngục luôn. Như bà Thanh Đề đó, mẹ của ngài Mục Kiền Liên là đọa thẳng vào địa ngục luôn, không mang thân chung ấm. Hôm bữa mới ngồi nghe, buổi sáng ăn cơm nghe Ấn Tổ nói có những người không mang thân chung ấm, mình cứ ổ lạ ta, chết mà không mang thân chung ấm lạ cho ta. Thì bắt đầu ngài mới phân tích là người chết mà mang nghiệp cực nặng đọa vào trong ác đạo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì họ vừa tắt thở là tâm thức họ đã đi vào đó rồi. Mà có những cái lúc mà thân họ chưa chết mà tâm thức họ đã xuống u minh để trả nghiệp báo. Và có những người thân họ nằm trên giường mà tâm họ đã dạo nơi ao liên trì hải hội. Dễ sợ chưa? Có ai luận lý đến mức độ này không? Trong văn sao Ấn Tổ luận lý đến chỗ này mình nghe thấy tuyệt. Như vậy người chết đâu có mất đâu. À. Thì vậy cái thân chung ấm, có những người họ vừa chút hơi thở là họ tâm thức họ đã sanh về cõi trời rồi. Họ sanh về cõi trời. Mà họ vừa tắt thở thì Đức Phật A Di Đà đã xuống dùng cái nguyện lực của Phật đã nhiếp thọ họ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc rồi, thì họ không mang cái thân chung ấm. Như vậy cái thân chung ấm này có những người họ mang bao lâu? Có những người họ mang vài trăm năm cũng có, vài chục năm luôn. Vì họ chấp vào cái nấm mồ, vào trong cái xác thân của họ, chấp vào trong một cái, có một vị thần đó đó, họ chấp vào trong cái cây đó vài trăm năm cũng có nữa. Nhưng mà khi mà mình mang thân chung ấm mà mình vẫn niệm Phật được á, thì cái thân chung ấm này nó sẽ chuyển cái nghiệp thức của mình để mình vãng sanh Tây Phương. Cho nên thành ra mới nói rằng là người trong 49 ngày niệm Phật vẫn được vãng sanh. Chết rồi trong 49 ngày đó thì cả gia đình phát tâm cúng dường trai tăng, giống như là bà cụ Lâm Thị Lan pháp danh Liên Tịnh này. Trong 49 ngày gia đình phát tâm cúng dường trai tăng, in kinh niệm Phật hồi hướng cho bà, thì trong 49 ngày có thể bà vẫn thừa tư được công đức đó vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Qua khỏi 49 ngày giáp năm vẫn cứ diệt cúng hồi hướng, họ ở cảnh giới nào họ cũng hưởng được cái công đức này hết. À. Thì như vậy là khi mình mất rồi, muốn cho cái thân chung ấm này được siêu thoát nhanh về Tây Phương Cực Lạc, thì hiện tại mình phải tu cái tịnh nghiệp gì? Hiện tại mình phải tu một cái tịnh nghiệp, đó là tịnh nghiệp tam phước. Trong cái tịnh nghiệp tam phước đó là có cái phước gọi là cúng dường trai tăng để hồi hướng cho cha mẹ của mình đã vá quản, thì cái đó gọi là hiếu dưỡng cha mẹ. Rồi tôn kính sư trưởng, lòng từ không giết, hôm nay phát tâm bỏ tịnh tài ra để cúng dường tịnh tài để phóng sanh, lòng từ không giết, đó cũng là chánh nhân để mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, làm 10 điều thiện.
Những cái chánh nhân này mình làm không mất mát đi đâu hết. Gia đình của mình được hưởng và bảy đời ông cố, ông sơ, ông tổ. Mà ngay hôm nay gia đình, ví dụ cô Quyền phát tâm cúng dường trai tăng, thì tất cả gia đình của mình bảy đời, nhiều đời về trước cũng thừa hưởng được hết. Cũng như ở trong đời này, một người được làm quan, bí thư, chủ tịch nước hoặc làm vua gì đó thì cả dòng họ được nhờ không được chứ. Mà nhờ cái đó chỉ là cái phước của nhân gian này, sau một đời là hết, hoặc hết một cái nhiệm kỳ của người đó là hết. Nhưng mà cái phước cúng dường trai tăng nó đặc biệt á, là hồi hướng cho nhiều đời, cho những người mất và những người còn sống nữa. Mà mắt mình nhìn không thấy mà thực sự có. Cho nên cái thời Đức Phật còn tại thế là những vị vua á, thỉnh Đức Phật về để mà cúng dường trai tăng tại nơi cung vua luôn. Họ cúng tại nơi tịnh xá của Đức Phật. Hồi xưa Đức Phật thì chỉ dùng một bữa trưa thôi. Mà bữa nào mà cúng dường trai tăng thì Đức Phật không đi khất thực. Còn không thì Đức Phật đi khất thực để gieo duyên cho mọi người để cúng dường trai tăng. Về cái vấn đề thân trung ấm này đó, thì Tổ sư Ấn Quang có viết ra cái lá thư 68 gửi cho ông cư sĩ Phạm Cổ Nông. Lá thư thứ hai. Khi mà Giác Nhàn nghe đến lá thư này thì bèn sáng hôm nay nói cái đề tài này để mình biết rằng con người mình mất, có người mang thân trung ấm, có người không mang thân trung ấm. Mà không mang thân trung ấm, một là đọa lạc thẳng xuống tam đồ ác đạo địa ngục và quỷ súc sanh, còn hai là họ sanh về cõi trời, sanh về những cảnh giới của Đức Phật như là Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật Di Đà, còn một số là mang thân trung ấm vất vơ vất vưởng, và có những người họ mang thân trung ấm rất là lâu. Cho nên muốn cho họ mang thân trung ấm không lâu thì đừng có xây mồ mả lớn quá. Khi họ mất thì mình nên thiêu họ đi để họ khỏi chấp cái thân giả huyễn này. Có những người họ có của cải, họ xây cái mồ quá lớn, rồi hàng ngày họ ra ngoài đó để mà họ chăm sóc mồ mả. Để làm cái gì vậy? Để cho hương linh đó, cho cái tâm thức của cái người mất đó chấp vào trong cái mồ đó, ở trong đó, ở ngoài, ngoài cái nấm mồ đó. Nhưng mà theo trong văn sao Ấn Tổ là chết là phải thiêu. Phật có thiêu không? Phật thiêu. Tất cả đệ tử của Phật cũng thiêu. Các vị tổ thiêu. Chúng tôi có tâm nguyện di chúc rồi. Mấy thầy ha, khi mà thấy Giác Nhàn mất á ngang, để niệm Phật một tuần, hai tuần tùy. Thúi quá thì mang đi sớm, mà không thúi hoặc là cột cái bịch gì mà nó thơm thơm, hoặc nó không thơm thì nó không thúi, thì để nó lâu lâu cũng được. Ngày Lý Bình Nam để 49 ngày. Kinh khủng chưa? Rồi mang đi đâu? Chở lên trên Đà Lạt đài hỏa táng thiêu đi. Rồi để khu chiên tu hủ, để trên chuồng hủ. Còn Phật tử nào cần cho người muốn cà phê giờ pha cà phê uống. Khỏi dành. Đó. Khỏi dặn. Nói vui vui mà thiệt cả nhà. Hồi trước lúc Giác Nhàn chưa đọc văn sao thì suy nghĩ làm sao làm hai cái mồ cho ông bà thân của mình là cha mẹ ở trên trên chùa lúc đó là còn tỉnh thất á. Năm 2004-2003 đó là có ý niệm đó, mà chưa đọc văn sao, chưa nghe nói. Sau đó rồi cái là suy nghĩ lại, thôi thiêu. Theo như văn sao và theo như một số các vị đại đệ tử Đức Phật, và Đức Phật cũng thiêu. Thiêu rất là hay. Nếu mà hỏa táng thì con người mình không chấp vào. Quý vị biết cái thân này từ khi mình bắt đầu tượng hình trong tinh cha huyết mẹ là bắt đầu mình chấp vào cái tinh cha huyết mẹ, bắt đầu từ đó rồi. Rồi bắt đầu sanh ra lớn lên mình lo cái thân này mình biết chấp như thế nào. Nó chấp chặt khừ trong này. Ai đụng vào mình nó đói, nó khát, nó mất ngủ như thế nào là mình lo lắng dữ lắm. Tuy rằng biết nó là giả đó, một vài chục năm nữa là thân cát bụi trả về cho cát bụi, biết là giả đó. Nhưng mà nhận diện chưa sâu cho nên thành ra vẫn chấp vô đó. Mà người mà nhận diện mà sâu thiệt là sâu là thấy ngũ uẩn là không, sắc thọ tưởng hành thức là không, liền vượt qua tất cả các khổ ách. Thực ra mình mang một cái thân người này, trước khi mang cái thân người này, quý vị biết bao nhiêu cái thân vô lượng đời trước không? Thân gà, thân vịt, thân heo, thân chó. Đức Phật nói trong kinh Tiền Thân Đức Phật á, ngày kia vô lượng đời kiếp đến bây giờ ngày mang không biết bao nhiêu loại thân. Gà, vịt, heo, chó, voi, ngựa, rồi mang cái thân ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đủ loại thân chứ không phải một cái này đâu. Đến hôm nay mang một cái thân làm người này, làm
là một trong trăm ngàn cái thân của quá khứ, rồi tương lai không biết mang những cái thân gì nữa đây nè. Đâu phải cái thân này là cái thân người là nó ở mãi với mình đâu. Cho nên cái thân này là giả phải không? Thì bây giờ mình phải mượn cái giả này để hiển chân. Mượn cái giả hiển chân là mình phải biết cái cách để sử dụng cái giả này, là không có cho nó tạo nghiệp xấu ác nữa. Ăn thịt phải không? Bữa nay không cho ăn nữa, bắt phải ăn chay. Ăn cá phải không? Nay không cho ăn cá nữa, bắt phải ăn rau. Được không? Sao người ta ăn được mình không ăn không được? Do cái chấp của mình nói ồ hôm nay không có thịt, ô cha nay không có thịt, mình yếu sức, mất sức. Do cái quan niệm sai lầm của mình mà nó tạo ra nghiệp xấu ác, cứ đọa lạc mãi mãi. Cho nên Ấn Tổ trong này ngày có nói, có người mang thân trung ấm mà ban ngày cũng hiện về nhập vô đứa cháu luôn. Có không? Có. Ban đêm trong giấc mộng cũng hiện về, đó là còn mang thân trung ấm. Mà khi mà họ vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh đọa rồi đó, về không được nữa. Khó về vô cùng, đã rớt vào trong cái quả báo thì coi như là thua, về không được. Nhưng mang thân làm người đi, cứ họ còn phước báu để họ báo cho gia đình biết. Giờ thầy Minh đọc cái lá thư Ấn Tổ nói về thân trung ấm nha. Rất là hay, những lá thư này là kỳ công soạn ra đó nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang, xin thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang trả lời lá thư số 68, thư trả lời cư sĩ Phạm Cổ Nông, thư thứ hai. Trung ấm là thức thần, không phải là thức thần biến thành trung ấm. Thế tục thường gọi là linh hồn vậy. Như nói trung ấm, cứ 7 ngày lại sống chết một lần, 49 ngày bèn đầu thai vân vân, chớ nên câu nệ chấp trước. Nói đến sự sống chết của trung ấm, chính là nói đến những tướng sanh diệt được hiện trong cái tâm vô minh của trung ấm. Chẳng thể ngờ ngợt đem những tướng sanh tử của người đời để luận. Trung ấm thọ sanh, nếu nhanh thì như trong khoảng khảy ngón tay, liền vào trong tam đồ lục đạo, chậm thì 49 ngày hoặc hơn 49 ngày vân vân. Kẻ mới chết có thể cho người quen biết trông thấy trong ban ngày, ban tối, hoặc tiếp xúc cùng người khác, hoặc nói năng. Chuyện này không phải chỉ trung ấm mới như vậy. Dẫu đã thọ sanh trong đường lành nẻo ác, cũng vẫn có thể hiện hình trước người quen biết, thân thiết. Tuy điều này do ý niệm của chính người đó biến hiện, nhưng thực ra do những vị thần kỳ, chủ trì quyền tạo hóa làm ra. Ngõ hầu tỏ rõ con người chết đi, thần minh bất diệt và quả báo thiện ác chẳng dối vậy. Nếu không người dương gian chẳng biết chuyện cõi âm, cái lý luận mù quáng con người chết đi, thân hình đã mục nát thì thần thức cũng phiêu tán, ắt sẽ được người đời súng nhau phụ họa. Người cả cõi đời bị hãm trong hầm sâu tà kiến, không nhân không quả, không đời sau hậu thế, khiến cho người trông thấy điều thiện chẳng càng dè dặt, gắng sức tu đức, kẻ ác càng cùng hưng cực ác muốn tạo ác. Tuy có lời Phật dạy, nhưng không có gì để chứng minh, ai chịu tin nhận. Do có những chuyện hiện hình cho thấy như thế, đủ chứng tỏ lời Phật nói không dối, quả báo phân minh, chẳng những người lành càng thêm hướng đến điều lành, mà tâm kẻ ác cũng bị những tình lý ấy chiết phục, cũng chẳng đến nỗi mười phần cạn tàu ráo máng. Thiên địa quỷ thần muốn cho con người biết được điều này, nên mới có chuyện người chết hiện thân trong nhân gian, người cõi dương xử án chốn u minh vân vân, đều nhằm để phù trợ Phật Pháp, giúp đỡ, khen ngợi trị đạo. Lý này rất vi tế, quan hệ rất lớn. Những chuyện này xưa nay được ghi chép rất nhiều, nhưng chưa thuật rõ quyền ấy do đâu, cũng như chưa nêu lên mối quan hệ lợi ích của những chuyện ấy. Trung ấm tuy đã lìa thân xác, nhưng vẫn còn mang tình kiến thân xác như cũ. Đã có tình kiến thân xác, cố nhiên cần phải có cơm áo để đắp đổi. Do phàm phu nghiệp chướng sâu nặng,
chẳng biết ngũ uẩn vốn không, không khác gì người thế gian. Nếu là bậc có đại trí huệ, sẽ ngay trong lúc thoát xác, không nơi nương dựa, ngũ uẩn trống không, các khổ bèn tiêu diệt, nhất chân hiển hiện, nên vạn đức trọn bày. Tuy cảnh giới ấy không nhất định phải giống nhau, nhưng chẳng ngại tùy tình kiến của mỗi người mà giúp đỡ cho, như đốt áo giấy cho người chết. Trong tâm người sống chỉ có ý nghĩ ban cho áo, tuy lớn nhỏ dài ngắn làm sao vừa vặn, thích hợp cho được, nhưng do tình kiến của người sống và tình kiến của kẻ mất kia tương ứng, nên những áo ấy đều vừa khít thích hợp. Từ điều này có thể thấy được cái nghĩa lớn lao, hết thảy pháp chuyển biến theo tâm. Sau khi chết đi, khi chưa thọ sanh trong sáu đường, thì gọi là trung ấm. Nếu đã thọ sanh trong lục đạo, thì chẳng gọi là trung ấm. Những hồn dựa vào người khác để nói chuyện khổ, chuyện vui, đều là tác dụng của thần thức. Đầu thai, ắt phải do thần thức hòa hợp với tinh huyết của cha mẹ. Lúc thọ thai, thần thức đã trụ trong thai. Lúc sanh nở, từng có trường hợp tận mắt thấy người ấy, tức người sẽ đầu thai làm con, đi vào nhà mẹ. Vì lúc cha mẹ giao cấu đã có thức khác thay thế thần thức của người ấy nhập thai. Đến lúc thành thai, bổn thức, tức thức của người thật sự sẽ đầu thai làm con nhà ấy đến. Cái thức thay thế mới ra đi. Sách Dục Hải Hồi Cuồng Nguyễn Ba, trang thứ 12, dòng 8, 9, 10, 11, 12 đã từng hỏi về chuyện này. Nhưng lời đáp chưa trúng lý lắm, quan bèn sửa cho đúng, hãy nên tra duyệt. Lời đáp nguyên thủy như sau, ví như trứng gà, có trứng có cồ, có trứng không có cồ, khi chưa có thức gá vào thai giống như trứng chưa có cồ vậy. Chẳng biết trứng không có cồ, dẫu đem cho gà ấp cũng chẳng thể nở, làm sao sánh ví cho được. Quan chỉ mong lý được sáng tỏ, chẳng nề hà chuyện tiếm quyền vượt phận. Nên vì cư sĩ trình bày duyên do, bà mẹ của sư Viên Trạch mang thai 3 năm chính là vì lẽ này. Ấy là luận theo lẽ thông thường. Phải biết nghiệp lực của chúng sanh chẳng thể nghĩ bàn. Như người tịnh nghiệp đã thành, dẫu thân chưa chết, nhưng thần thức đã hiện nơi tịnh độ. Kẻ ác nghiệp sâu nặng, thân còn nằm trên giường bệnh, nhưng thần thức đã bị xử phạt nơi u minh. Mạng tuy chưa tận, thức đã đầu thai, đợi đến lúc sắp sanh, toàn phần tâm thức mới gieo vào trong thai ấy. Lý này cũng chẳng phải là hoàn toàn không có, nên thông thường đa phần là có thức thay thế để thọ thai vậy. Các pháp trong tam giới, duy tâm sở hiện. Chúng sanh tuy mê nhưng nghiệp lực của họ chẳng thể nghĩ bàn, chính là do tâm lực chẳng thể nghĩ bàn, cũng là do thần thông đạo lực của chư Phật chẳng thể nghĩ bàn. Hơn 10 năm gần đây, sức nhìn của quan chẳng ra gì, nên chẳng thể dẫn rộng kinh luận để làm chứng. Nhưng cố nhiên lý ấy chẳng phải do quan bịa ra nói mò, để phải chuốc lấy tội lệ. Trong kiến văn lục của Ngẫu Ích Đại Sư, có chép chuyện một sinh viên ở Hồ Bắc nắm quyền xử lý dưới tay Ngũ Điện Diêm La Vương. Một đêm đến cõi âm, thấy một cuốn sổ chép vợ mình, giết trộm gà hàng xóm, kể cả lông thì nặng 1 cân 12 lạng. Nhân đó bèn xé một góc trang sổ để đánh dấu. Tỉnh dậy, ông ta hỏi vợ sao lại giết trộm gà hàng xóm. Bà vợ chẳng thừa nhận. Ông ta nói, bà vẫn cứ lừa dối tôi. Sổ sách trong cõi âm đã chép bà giết trộm gà hàng xóm, kể cả lông thì nặng 1 cân 12 lạng. Bà vợ kể, phơi thóc gạo trong sân, gà hàng xóm đến ăn, dùng đồ vật quăng nó chết lăn quay còn chưa động đến. Bảo đem gà cân lên, quả thật nặng 1 cân 12 lạng. Ông sai vợ đem gà và một số tiền bằng giá một con gà đem trả, thưa rõ đầu đuôi với người ta, xin đừng quở trách. Đêm ấy, ông ta lại vào cõi âm xem sổ. Góc trang sổ bị xé vẫn còn đó, nhưng không thấy một chữ nào cả. Ông cho rằng hình phạt trong cõi âm là do Đức Phật đặt chuyện,
có thể nói là đã cô phụ ơn Phật quá lắm. Dưới triều Tống, Trần Xí lỡ giết người, một hôm thấy kẻ ấy đi tới, biết là hắn đến đòi mạng, vội vã niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Oán quỷ liền đứng sững không tiến lên được, càng niệm rất gấp, oán quỷ liền bỏ đi. Trần Xí liền sốt sắng niệm Phật, lại sống được mấy chục năm, rồi mới vãng sanh Tây Phương. Vãng sanh rồi còn trở về nhập vào thân đứa cháu nội gái, nói chuyện ông ta đã vãng sanh. Người nhà nói lúc cụ còn sống chưa kịp vẽ hình tượng, nếu cụ chịu hiện thân sẽ vẽ hình tượng để thờ. Liền hiện thân hình của người cõi Tây Phương Cực Lạc. Chú thích: thân trung ấm còn gọi là trung hữu, là khoảng tồn tại trung gian sau khi đã chết, trước khi thọ sanh. Cầu Xá Tông cho nhất định là có trung ấm. Thành Thật Tông bác quan điểm này, còn Đại Thừa cho rằng trung ấm có hay không chẳng nhất định. Người cực thiện hay cực ác sẽ không có thân trung ấm, vì sanh thẳng vào thân sao, còn những người khác sẽ có thân trung ấm. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương giảng, khi mạng báo đã hết thì gọi là vô hữu, sau khi sanh ra, trước khi chết đi thì gọi là bổn hữu. Giữa hai thân ấy thì hình dáng hiện trong cõi âm, gọi là trung hữu. Viên Trạch: trong lần khai thị tại Pháp hội Tức Tai Hộ Quốc ở Thượng Hải, Tổ Ấn Quang đã kể chuyện Thiền Sư Viên Trạch đời Đường như thế này. Do cha của Lý Nguyên làm quan trấn thủ Đông Đô, bị An Lộc Sơn làm phản giết chết, Lý Nguyên chẳng muốn làm quan, bèn biến căn nhà mình ở Lạc Dương thành chùa Huệ Lâm, thỉnh Viên Trạch làm hòa thượng. Lý Nguyên cũng tu hành ngay tại đấy. Qua mấy năm, Lý Nguyên muốn triều bái núi Nga Mi, mời sư Viên Trạch cùng đi. Viên Trạch muốn đi theo đường Thiểm Tây, nhưng Lý Nguyên chẳng muốn đến Kinh Đô nên nhất định theo đường Thủy Kinh Châu. Sư Viên Trạch đã tự biết mình chẳng trở về được nên liền dặn dò hậu sự, rồi cùng Lý Nguyên ngồi thuyền đi. Thuyền bơi đến Thượng Du Kinh Châu, sắp gần đến Giáp Sơn, thế nước chảy xiết. Chưa đến tối đã phải cấm thuyền, chợt có một người đàn bà mặc quần gấm ra kéo nước bên sông. Sư Viên Trạch vừa trông thấy hai mắt ứa lệ. Lý Nguyên hỏi nguyên do, Viên Trạch đáp: ta chẳng chịu đi theo đường này là vì sợ bà ta. Bà ta mang thai đã 3 năm, chờ ta sanh làm con, chẳng thấy bà ta còn có thể trốn lánh, chứ nay đã thấy không cách nào không làm con bà ta được. Ông nên tụng chú giúp ta mau sanh. Đến ngày thứ 3 hãy đến nhà thăm ta. Ta trông thấy ông cười một tiếng làm tin. 12 năm sau, đêm rằm tháng 8, đến bên bờ giếng Cát Hồng tại Thiên Trúc ở Hàng Châu gặp lại ta. Nói xong, Viên Trạch tỏa thoát. Bà nọ liền sanh con. Ngày thứ 3, Lý Nguyên đến thăm, đứa bé liền cười. Sau đấy Lý Nguyên quay về chùa Huệ Lâm, thấy trong quyển kinh đã viết sẵn lời dự ngôn về hậu sự, càng thêm tin sư Viên Trạch chẳng phải là thường nhân. 12 năm sau, Lý Nguyên đến Hàng Châu, tới đêm rằm tháng 8, ông đến chỗ ước hẹn chờ đợi. Chợt thấy bên sông có đứa bé trai chăn trâu, ngồi vắt vẻo trên lưng trâu, dùng roi gõ sừng trâu hát. Trên đá ba sinh vẫn nguyên hồn, ngâm gió thượng trăng lọ phải bàn, thẹn thấy cố nhân tìm đến gặp, thân này tuy khác tánh thường còn. Lý Nguyên nghe xong bèn đến chào hỏi. Hàng huyên xong xuôi, đứa bé lại đọc: thân trước thân sau sự vắng vương, bàn chuyện nhân duyên luống đoạn trường, ngô việc giang sơn chơi khắp cả, gác chèo mây khối ẩn ao chum, rồi rủi trâu đi mất. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị thấy lá thư của Ấn Tổ trả lời cho ông Phạm Cổ Nông với hai cái mẫu chuyện của bà đã giết gà với ngài Viên Trạch hay không? Hay phải không? Hay. Trong cái lá thư nói về thân trung ấm mà đưa hai cái mẫu chuyện này vô nữa, tuyệt. Tuyệt. Cái người mất mà người ta tự sát, người ta uống thuốc tự tử, học giả là mất đột ngột.
7 ngày họ thấy họ chết lại một lần. Trong này nãy ngày nói cứ thất thất á. 49 ngày là có nguyên do là cứ 7 ngày chết lần, 7 ngày chết lần. Có nhiều lúc họ không làm chủ được. Và họ cứ thấy họ chết, mà mỗi lần chết là mỗi lần đau khổ như vậy. Thì khi mà mình biết rằng là có một số những người họ không hiểu được cái thân trung ấm này, cho nên họ nói cái xác thân này nó quá khổ, thiếu ăn, thiếu mặc, bị người ta chửi nhục mạ mình quá khổ, thôi giờ mình chết đi cho nó hết khổ. Chết là chết cái xác thân này, mà cái tâm thức này ngang nó còn khổ gấp trăm lần khi mình còn xác thân này. Kinh khủng chứ. Hiểu được cái đạo lý này rồi, mình mới biết được cái con người mình sống trong hiện tại này, mang xác thân này, chỉ là một kiếp nhân sinh của tâm thức dài vô tận. Nó còn bao nhiêu đời về sau nữa đó. Mà muốn chấm dứt cái dòng sanh tử mà luân hồi địa ngục ngạ quỷ súc sanh, người trời Atula đó, lục đạo luân hồi á, thì chỉ có vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì chấm dứt. Ấn Tổ dùng cái danh từ rất hay đó là chào vĩnh biệt luân hồi. Chỉ có hành giả niệm Phật mới có thể chào vĩnh biệt luân hồi trong một đời này thôi. Thấy Ngài Viên Trạch không? Tự tại thâu thần tịch diệt, mà thần thức phải vào trong cái bụng cái bà mang cái thai 3 năm. Thì Ấn Tổ có luận một cái đoạn mà chúng tôi thấy dài quá không đưa vô, là Ngài nói là Viên Trạch là một người tự tại thâu thần tịch diệt, muốn sanh tử tự tại đó, nhưng mà vẫn phải gì bị đầu thai vào trong đó. Nếu mà Viên Trạch này mà niệm Phật để vào liên thai thì ông không còn phải ứa lệ nữa, không phải còn phải chăn trâu nữa. Mình muốn chăn trâu không? Muốn chăn trâu thì gì? Thì không niệm Phật. Còn muốn gì? Không chăn trâu thì niệm Phật để vãng sanh. Thấy không? Viên Trạch là một người mà coi như là gọi là thiền sư thứ thiệt, mà thường các vị này còn như là đại ngộ rồi đấy, nhưng mà chưa có triệt chứng. Vì chưa triệt chứng cho nên thành ra kiến hoặc tư hoặc chưa có đoạn sạch, cho nên chưa chứng quả A-la-hán, vẫn còn phải sanh tử luân hồi. Mà mỗi lần sanh ra là khổ, cực kỳ khổ. Mình quên cái khổ rồi, cho mình ở trong bụng mẹ địa ngục máu 9 tháng 10 ngày rồi sanh ra, đến bây giờ mình biết khổ bao nhiêu trận chưa? Nước mắt mình mà có chỗ chứa thì nó sẽ nhiều hơn biển cả đại dương đấy. Từ vô lượng đời kiếp đến bây giờ là khóc nhiều hơn cười hơn vui đấy. Vậy mà vẫn chưa sợ cái khổ của ta bà này, chưa sợ cái khổ của cái thân phàm phu tục tử này mà cứ bám víu nó thì khổ lắm đấy. Mấy lần trước bắt đầu mới nhịn ăn, tự nhiên nó đói quá, mình kêu nó đói vậy sao mà chịu nổi ta. Có nhiều lần kêu mày đói vậy mà có chết không? Sáng mày ăn 2 buổi rồi bây giờ mày còn than cái gì nữa. Nói vậy bắt đầu nó im re. La nó, nhiều lúc la nó. Nó đòi hỏi, đòi hỏi đủ thứ hết trơn. Ăn sáng, ăn trưa mà còn ăn chiều nữa. Cho nên thành ra là nhiều lúc mình phải có biện pháp để mình răn đe nó, chứ không phải nó muốn đòi gì là được cái đó đâu. Thấy không à? Còn cái bà mà giết gà này mới hay nữa, phải không? Lấy cái cây quăng con gà, cái quẹo cái đầu chết nằm đống đó, cân 2 lạng. Cả lông luôn. Dưới âm ti địa ngục ghi sổ sách. Bữa giờ mình không biết là hồi nhỏ giờ đôi khi mình đạp dế kì, gọi là trùng kiến đồ ăn không biết bao nhiêu lạng thịt, không biết ở dưới địa ngục ghi bao nhiêu rồi ta. Ông thầy giác hồi xưa ông đánh cá chắc bây giờ nó ghi cũng nhiều lắm á. Có chứ, mà không biết ông xóa sổ chưa đây nữa. Ông chắc cũng dễ xóa sổ lắm, ông đi phóng sanh nhiều lắm. Phóng sanh giống như cái bà đó, bà mang gà qua bà xin lỗi, đúng không? Đưa tiền trả lại cho họ xin lỗi, thì cái gốc sổ còn xé đó mà không còn chữ nào là tên bà này mất. Chuyện này á, mà cái chuyện này không phải là Phật tự bịa đặt ra đâu. Cái này là nhân quả, nó có, nó ghi trong sổ sách nơi chốn âm ti đấy. Hay không? Những mấu chuyện này của Vân Sao Ấn Tổ đọc nghe quá là tuyệt, đúng không? Khi mà nghe được điều này thì mà dám quăng gà người ta, giết gà người ta, dám ăn thịt gà nữa không? Không. Không. Vì ăn với âm ti nó ghi sổ làm sao? Rõ ràng. Cái này là cái chuyện này là rõ ràng, chắc chắn là không cánh chối cãi đâu hết trơn. Lời Vân Sao Ấn Tổ là Ngài nói là không phải tôi tự bịa đặt ra đâu. Tôi lấy lời Phật, lời Tổ tôi nói ra đó, chứ không phải tôi tự bịa đặt đâu. Hay hay không? Nghe được cái đạo lý này thấy sung sướng không? May mắn vô cùng luôn, dẫu cho mình nghèo, mình xấu xí, mình lùng, mình chột, mình hô, nhưng mà vẫn may mắn bởi vì nghe được văn sao, nghe được lời Phật là may mắn tuyệt rồi, đúng không? May mắn rồi.
Thì bây giờ cái nghiệp gì nó dắt mình đi vào trong ba nẻo ác? Và cái nghiệp gì nó có thể giúp cho mình siêu thoát? Cái tịnh nghiệp, tín nguyện, niệm Phật. Đây là ba cái hạnh nghiệp để con người mình liễu sanh thoát tử, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tín nguyện hạnh là ba cái hạnh nghiệp, Ấn Tổ nói là ba cái hạnh nghiệp còn nên vun trồng hàng ngày, phải Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Niệm ra tiếng mệt thì niệm trong tâm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, là tích lũy cái hạnh nghiệp này. Mà cái người mà tích lũy hạnh nghiệp này thì nghiệp chướng họ tiêu trừ rất nhanh, cái phước báu họ tăng trưởng rất nhanh. Không, thực sự chúng tôi nói nếu mà chúng tôi mà tu cái pháp môn gì, không phải là pháp môn tịnh độ, mà đến bây giờ mà có như đại chúng ở đây, đại chúng trên chùa, và có những cái cảnh giới như vậy, thì thực sự tự lực chúng tôi làm phải mất hết vài đời tu nữa. Tu vài đời nữa. Còn bây giờ trong thời gian này bao nhiêu? Có mười mấy hai chục năm thôi. Thời gian quá ngắn. So với cõi trời là quá ngắn. Một ngày một đêm cõi trời là 400 năm dưới này. Ở trời đâu suốt á. Mà mình có hai chục năm thôi. Mà mình hình thành được một cái đại chúng như vậy là phải Phật lực gia trì không? Phải. Tự lực mình không có làm gì được hết trơn à. Nên chỉ có cái duyên là nó có cái nhân duyên là nương vào Phật lực, vào cái tam bảo để mình có thể mình làm được những công việc ở trong cõi này. Cho nên thành ra là pháp lực không thể nghĩa bàn, mà chỉ có pháp lực, Phật lực và tự tánh công đức lực. Nhớ nghe, danh từ này còn Ấn Tổ ngài hay dùng nè. Phật lực, pháp lực và tự tánh công đức lực có thể chuyển được nghiệp lực, mà chuyển được định nghiệp, giống như cái ông mà hồi nãy gọi rằng dùng tay thay chân á, mà đi chợ ở ngoài chợ xin ăn á. Còn tự lực mình không thể thay đổi được, chuyển được nghiệp. Vì vậy cho nên hàng ngày phải siêng năng niệm Phật. Biết điều này, biết được cái điều mà mình niệm Phật là mình đang nương nơi cái pháp lực. Cái câu Nam Mô A Di Đà là Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là pháp lực. Mà khi mà cái người niệm Phật mà họ chỉ niệm Phật để tiêu trừ nghiệp chướng không, mà không nghĩ rằng có Phật gia trì và Phật tiếp dẫn á, thì người này chỉ được một nửa, đó là niệm để tiêu trừ nghiệp chướng, chứ không phải là niệm để nương Phật lực vãng sanh. Khác, khác lắm. Mà cái ý niệm mình mà niệm Phật để mà nương nơi Phật lực, yếu nhất luôn, yếu lắm. Mà nếu cái người mà niệm Phật mà họ nương nơi Phật lực và có Phật ở bên cạnh để mà gia trì cho họ, cũng như họ đang lại Phật, họ thấy Phật tuy rằng cốt, Phật xi măng, Phật gỗ, Phật đồng, Phật sắt, Phật giấy, y như Phật thiệt đứng trước mặt họ. Cái chỗ này, cái cảnh giới Ấn Tổ đi vô nè. Mình lại Phật, thấy như Phật thiệt đứng trước mặt của mình. Mình lại Phật. Thì cái ý này giống như là mình vừa niệm Phật, dùng pháp lực để tiêu nghiệp chướng, dùng Phật lực để gì? Để tiếp dẫn mình một đời này vãng sanh. Cái chỗ này, hai cái pháp này, Phật lực là pháp lực, mình phải hiểu ra được cái chỗ này. Thì niệm Phật nó mới thú. Mà hiểu được chỗ này mà không niệm Phật nữa thì không có lẽ. Đúng không? Không có lẽ nào. Cho bọn phàm phu của mình chỉ nương vào cái lời của Phật, của Tổ để mình tu, để mà mình gọi là an nhàn đời này và đời sau mình liễu sanh thoát tử. Chứ còn một mình mò giống như người mù, mà mù rồi mà đi trong đêm đen, không ai thấy mình, sa hầm sập hố. Nghiệp chướng đầy bụng dạ, tham sân si là ba cái nghiệp để đọa lạc tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Mà ba cái pháp để mà liễu sanh thoát tử, đó là tính hạnh nguyện. Ấn Tổ hay nói đến chỗ này. Mà mình là kẻ mù, tham sân si đầy bụng dạ, đó là kẻ mù rồi, mà đi trong đêm đen là đã vô minh nữa, thì gì? Khổ đau vô cùng. Cho nên hàng ngày người niệm Phật là phải mình niệm trong tâm mình có Phật, và Phật ở bên cạnh mình, Phật đang phóng quang gia trì cho mình, thì cả nơi pháp mà gọi là tự lực và Phật lực nó mới hòa quyện là một được. Nghe hiểu chỗ này. Có nhiều lúc mình tưởng chừng là vượt qua không được. Vậy mà mình niệm Phật, niệm Quan Âm Bồ Tát, mình thấy là trước sau về ngày giao hộ cũng sẽ qua. Mà thiệt qua thiệt. Đau bệnh rồi gặp chướng nạn, gặp bao nhiêu chuyện rắc rối, nói là trước sau về Phật giao hộ mình cũng qua. Cố gắng kiên trì, không buông bỏ, buông lơi niệm Phật, niệm Quan Âm Bồ Tát. Mà nếu là căng quá nó ngang, mà nó đến dùng dập quá mình chịu không nổi, thì niệm Quan Âm Bồ Tát thì nhanh hơn. Ngài ứng hiện trong sát na, Ngài cứu độ thì nhanh hơn. Và cái pháp của Ngài chỉ như vậy, mình hành như vậy thì được lợi ích như vậy, như thị tánh, như thị tướng, như thị thể, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như phỉ báo, như thị rốt ráo cứu cánh, là như vậy, làm như vậy sẽ được như vậy. Tham sân si thì sẽ đọa đế ác đạo, làm tham sân si thì sẽ đọa như vậy. Có tính hạnh nguyện thì sẽ siêu thoát vãng sanh như vậy. Như vậy tức là như thị á. Nghiệp xấu ác mà nặng rồi đó
người này khổ vô cùng, thân thì bệnh tật, tuổi thọ thì ngắn ngủi, nghèo cùng túng thiếu, bị người khác coi như là khinh rẻ. Ghê chưa? Thấy nghiệp sâu ác nó xuất hiện chưa? Mà nghiệp sâu ác đó nó cũng đâu có ngoài là sát sanh trộm cắp tà dâm tham sân si đâu, đâu ra ngoài cái đó đâu. Phải không? Mà đã có nghiệp rồi, nó tạo đã nghiệp xấu ác rồi thì quả báo nó liền liền theo đó ngay tức khắc luôn. Rồi người mà tích nghiệp thiện là ba nghiệp tham sân si họ nhẹ mỏng, rồi sát sanh trộm cắp tà dâm của họ cũng nhẹ mỏng, nói láo, nói không đúng sự thật, nói khai khoang đâm thọc rửa chửi gì nhẹ mỏng, thì người này bắt đầu là cảnh giới thay đổi liền, thân tướng họ đẹp ra, làm ăn đâu chúng đó, tuổi thọ họ kéo dài. Rồi khi chết thiện chung á, các căn vui vẻ, có người đến niệm Phật giống như cụ. Đó, bậc cụ vừa rồi đây đó, Lâm Thị Láng, pháp danh Liên Tịnh. Nhiều người đến hộ niệm cho đến 12 tiếng. Chùa mình là để 24 tiếng, nằm trong cái phòng hộ niệm hoan hỷ trang nghiêm. Cái phước báu cái người mà lúc lâm chung được người hộ niệm ở trong cảnh Dạ Lam, hoặc ở một cái nhà yên ổn, không phải là xe tông chết, không phải là trúng gió, không phải là bị chết bởi đắc kỳ tử á ngang, thì cái phước báu người này lớn lắm. Người này phải ăn ở trong hiện tại là tích phước, tu nhân lành, làm những điều phước báu lắm, cho nên lúc lâm chung họ mới có được một cái thiện pháp mà để thiện chung, là lúc lâm chung là họ ra đi một cách thiện lành như vậy. Không phải dễ đâu, không phải là may rủi, không phải là mình coi là cầu may hoặc là ông thần thượng đế gì cho mình cái này đâu, phải tự tạo thôi. Bình thường phải đi lo hộ niệm, lo tạo phước, lo tu tập, rồi cái lúc lâm chung tự khiến khắc là nó như vậy à, có lạ vậy đó. Mình có một cái nghiệp nữa gọi rằng là cận tử nghiệp, nghiệp lúc gần chết. Thì Ấn Tổ nói cái người còn sống này mình giấu được, mình che giấu được, mình tạo những nghiệp xấu ác, thí dụ mình lan chạ tà dâm bậy bạ, trộm cắp đồ này nọ, cái phước nó còn che, người ta không có thấy mình, không có thấy, không biết, đúng không? Nhưng mà quỷ thần Phật Bồ Tát tha tâm thông chứng rồi, cho nên nhìn thấy biết hết, rõ hết á, không giấu được. Sửa lỗi bằng cách sợ như vậy. Ở trong nhà tối cũng thấy giống như là mình ngồi trước mặt Phật Bồ Tát. Với người bình thường còn không dám dối, mà không dám giấu, huống hồ chứ Phật Bồ Tát mình lại dám giấu. Dám dối với các ngài. Làm sao các ngài là cái gia trì cho mình được. Thì cái lúc mà cận tử nghiệp nó đến á, thì không giấu được. Nó hiện ra hết. Cái người buồn, vui, sổ, sướng, đọa lạc làm sao nó hiện rõ hết. Có những người mà chúng tôi thấy họ chết mà coi như là vừa gặp được quý thầy vô, vừa tụng thời kinh ra họ ói máu, máu tươi, họ ói mà chết cũng 7-8 tiếng rồi, ói máu tươi ra luôn. Bắt đầu gương mặt xuống sắc liền, nhìn thấy kinh tổn liền. Có một cái đám đó mà vô tụng đại bi thần chú, bắt đầu vô trong kinh để làm đám tụng, mấy thầy là thuộc đại bi lào, phải không? Mà tụng cứ lộn miết, lộn hoài tụng không vô. Tụng thời chú đại bi mà tụng không vô nữa chứ đừng có nói. Nghiệp quá nặng. Nghiệp xấu ác quá nặng. Hiện tại bây giờ coi như là ăn thịt rồi tạo nghiệp xấu ác, nói láo, tạo những nghiệp xấu ác quá nặng. Cho nên là ra lúc lâm chung là cái lực của quý thầy chuyển không nổi. Nghe Ấn Tổ khai thị về cái nghiệp lực của con người mình. Phải biết nghiệp lực của chúng sanh chẳng thể nghĩ bàn. Như người tịnh nghiệp đã thành, dẫu thân chưa chết nhưng thần thức đã hiện nơi cõi tịnh độ. Đoạn này hồi nãy thầy Minh có đọc. Họ nằm ở trên giường bệnh vậy đó, nhưng mà thần thức họ đã dạo nơi cõi Tây Phương Cực Lạc rồi. Do tâm họ tương ưng với cái cõi Tây Phương Cực Lạc, mà thân của họ thì vẫn còn nghiệp báo của cái thân này, nó chưa có hết thọ mạng cho nên nó chưa có chết, mà tâm thức họ đã gì ở nơi liên bang rồi. Cho nên trong kinh mới nói là người niệm Phật á, thì cái hoa sen bên Tây Phương bắt đầu có tên mình trong đó, nó nở ra lớn lên, nó thăng hoa từ hạ phẩm đến trung phẩm đến thượng phẩm, có điều này. Cho nên họ về bên đó họ hưởng trước rồi. Có những người họ nằm mơ, họ thấy Phật tiếp dẫn họ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, rồi bắt đầu là cái thọ mạng họ hết rồi, bắt đầu họ toàn tâm thức của họ, họ mới gieo vào trong liên thai luôn. Bây giờ mới có thần thức của họ mới về trên đó thôi, mà thân họ còn cho nên họ trở về lại. Chết rồi, giống như ông Trần Xí về Tây Phương Cực Lạc rồi, về nhập cháu nội gái á, là nói ông đã vãng sanh, rồi ông hiện huyên hình của người Tây Phương luôn. Dễ sợ. Ngộ lắm, trong cái cảnh giới vô hình, một cảnh giới sâu khi con người mất, nó vi diệu lắm.
không phải một con người mình không như vậy đâu. Mình muốn làm ác đồ, mình làm tạo những nghiệp xấu ác, mình có muốn làm như vậy mình làm đâu. Đó. Kẻ ác nghiệp sâu nặng, thân còn nằm trên giường bệnh, nhưng thần thức đã bị xử phạt nơi chốn u minh. Có cái bà đó, bà ở bên Mê Thuộc, chuyện này cũng khá lâu, giờ tự nhiên đọc đến đây nhớ bà. Bà cụ này nằm trên giường bệnh, mà thấy quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa đến cầm cây đó, cầm gậy đồ đó, dắt bà đi. Bà này ở đường Trần Phú. Đứa con gọi qua cho chúng tôi, nói thưa thầy, mẹ con đêm nào cũng thấy quỷ sứ dắt bà đi, mà bà la cho tỉnh mộng luôn á. Tỉnh giấc mộng, bà nói tôi không, không, tôi không đi đi các vị, tôi không đi theo các vị, tôi sợ các vị quá, tôi không có đi theo đâu. Không đi nhưng mà vẫn phải sợ họ. Thì gọi chúng tôi phải làm gì, thì chúng tôi nói thôi giờ tụng kinh A Di Đà niệm Phật đi, tụng thêm thần chú Đại Bi nó hồi hướng cho bà. Thì gia đình tụng mới có 3 ngày thôi là đêm bà cụ không thấy cảnh tượng đó nữa. Người đó họ tới họ nghe kinh, họ không có hành hạ bà nữa, họ siêu thoát. Kinh khủng chưa? Bà này nằm trên giường bệnh nhưng mà cái cảnh giới của bà, tâm nó hiện ra cảnh xấu ác, cho nên cái cảnh giới xấu ác, ngạ quỷ, những người đầu trâu mặt ngựa đến với bà. Tâm mình hiện ra cõi người thì bắt đầu thần thức mình khi bỏ xác thân nó gieo vào trong thai của người phụ nữ. Còn tâm thức của mình tính hạnh nguyện thiện căn phước đức nhân duyên đầy đủ thì mình gieo vào trong liên thai của Đức Phật A Di Đà, do nguyện lực Đức Phật Di Đà. Bây giờ muốn gieo vào cái gì? Gieo vào bụng lừa, bụng chó là cái chuyện này nguy hiểm rồi, không nên rồi phải không ạ? Gieo vào bụng của người làm vua quan đồ cũng không nên đúng không ạ? Gieo vào gì? Gieo vào liên thai. Mà muốn gieo vào liên thai thì bây giờ phải tính hạnh nguyện thiện căn phước đức để mà tích lũy. Và tất cả những cái chuyện xấu ác, những cái chuyện oan gia đối đầu, những người nói xấu mình bây giờ thôi bỏ đi, đừng có quan tâm nữa. Hôm qua lên chùa gặp bà cụ, bà ngồi bà kể lễ, bà đeo cái tay bà bị gãy à. Bà ngồi bà kể, bà kêu trời ơi sao con buồn phiền quá chừng luôn á. Hỏi bà buồn phiền cái gì? Cái áo này có cái cô đó con mua của, cho con, mà cái bà bên cạnh bà kêu con là ăn cắp, nếu không trả ra bà quýnh cho bể mặt luôn. Trời ơi con không biết làm sao, con ra con nhờ cái cô mà cho con cái áo, bà vô bà làm chứng giùm. Rồi con buồn con phiền, bà kể 108 cái thứ buồn phiền luôn. Thì thôi thôi bà đừng có kể cái đó nữa, tôi đau đầu tôi mệt quá rồi. Cái chuyện đó mà để trong tâm làm gì? Nãy giờ mà bà kể bà niệm Phật làm sao, rồi niệm Phật như thế nào, rồi tối nằm ngủ an vui làm sao, không thấy bà kể bà tu ít quá. Thôi bây giờ bà có cái gì nói đi. Bà kêu lúc trước thầy nhớ ông 27 con đưa cho thầy 25 triệu đó. Trời 27 đến giờ mà ai mà nhớ, mà bà nhớ dai ghê nha. Nó nói tiền bà nhớ không sót. Rồi bà đưa cho thầy kiến bao nhiêu, giữ giùm rồi ghi giấy sao bà ghi. Bà nói không sót một chút nào hết. Kêu thầy thì lâu quá không nhớ, không nhớ tiền, thực sự là không nhớ đó. Mà bà sao bà nhớ hay dữ bà. Bà cái tiền của con không nhớ, nhớ gì. Cái cuối cùng kêu bây giờ bà muốn lấy lại không? Kêu không, thôi cúng dường cho thầy. Giờ thôi, giờ kêu hai cái cô ở bên phía bên thầy Phiên, cái phòng mà bên cô Lộc qua đây để cho bà cụ vô trong này ở. Và hỏi hai cô đó còn giường không? Kêu còn đúng cái giường. Kêu thôi giờ bà qua đó ở nghe. Mới kêu được á, thôi cho con qua đó con ở trong chùa cho ở ngoài kia mấy bà kia bà quậy qua quýnh con á thầy. Đó, rồi kêu giờ làm sao quyết định ở, nhưng mà giờ có cần lấy 25 triệu không? Kêu không. Bây giờ 25 triệu á thì 20 triệu á mà tính hay thiệt nghe. Nếu mà ngồi mà tính niệm Phật kiểu vậy thì ngon quá rồi phải không? 25 triệu á thì con cúng cho thầy 5 triệu chai tăng. Còn 20 triệu để dành lúc con chết. Rồi, bây giờ còn gì nữa không? Bà kêu, còn 23 triệu nữa. Thôi cúng chết cho thầy cho rồi. Bà rút ra, bà cuốn lại, bà cột 3-4 cuộn dây thun vô. Bà gài cái băng vô nữa. Mà bà đau tay, gãy tay, bà đâu có mở được. Bà bắt thầy mở ra. Thầy mở ra, xong rồi lấy ra, thầy đếm 23 triệu. Thì kêu, giờ bà lấy hết 23 triệu này hay là bà đưa hết. Bà kêu thôi lấy lại 3 triệu thôi để mua đồ lặt vặt, còn 20 triệu giao cho thầy để chết thầy lo. Ừ được. Bà móc ra đó còn chỉ vàng, cái thôi chỉ vàng đó luôn. Rồi bà kêu trời tiếc quá, hôm bữa vàng nó 6 triệu một chỉ luôn. Hôm bữa vàng nó 6 triệu, bữa nay là 6 triệu mà hôm bữa cũng bán 5 triệu mà nó lỗ 1 triệu tiếc quá trời luôn. Cái bà chết rồi. Bà về tới chùa bà cứ nghĩ tiền rồi vàng rồi sao phải bán sao được. Rồi cuối cùng đưa lại bà 3 triệu bà bỏ vô túi, bà kêu thôi cảm ơn lắm nghe. Bà vô phòng bà ở. Giờ ở trên đó rồi đó. Thường mấy bà già bà hay giấu tiền ở đâu mà hay thiệt á nghe. Dính mắc nơi tài là tiền của ruộng vườn đất đai.
thực sự mình thấy là giàu có của cải ở đời này thôi, nó chướng ngại cho chuyện vãng sanh liễu sanh thoát tử dữ lắm mà. Hơn sao mà bà kêu cho trời ơi mừng quá, thấy cái bà làm rau bà kêu sư phụ lên, con chạy lên con gặp sư phụ cũng mãn nguyện rồi. Bắt đầu bà kể thôi chuyện trên trời dưới đất. Không phải nói xấu bà cụ, nhưng mà mình làm sao mình tu, mình xem nhẹ về tiền bạc như đôi dép rách, dép đứt á. Biết đôi dép đứt không? Đôi dép đứt tức là liền không ai 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 cần, con chó nó gặm nó liền tùm lum hết, không có cần nó nữa. Mà chính cái người mà xem nhẹ tiền thì lòng tham họ phải nhẹ. Mà lòng tham họ nhẹ thì gì? Cái phước báu họ sẽ tăng lên thì gì? Tiền người này xài không hết. Thiểu dục chi túc, biết đủ không tham là người này giàu nhất. Cuối cùng bà cụ bà nghe lời, thực sự có nhân duyên, nhiều đời cũng là mẹ, anh em thân bằng rồi. Bây giờ bà ngồi bà kể lể sự tình như vậy đó, bây giờ nói bà nghe. Thì thầy đâu có nhớ mà, tôi kêu bây giờ thôi không sao, nếu bà cụ lấy lại 25 triệu rồi thầy gửi hết lại không sao. Hoan hỷ gửi cho cụ, bà kêu không, con cúng dường cho thầy rồi, thầy để chết thầy lo cho con. Kêu, ừ, được, không có cũng lo mà, yên tâm đi. Thì thường mà, thường những cái nghiệp xấu ác của mình, cái lúc lâm chung nó bị quyến liến, nó dính mắc ở trong đó. Thí dụ tiền mình buông được phải không? Tài, sắc, danh, thực, thì, nhưng mà cái thân này nó buông chưa được. Thì vẫn bị dính mắc trong đó, mang cái thân ngủ ấm liền. Nếu mà mình buông xả được cái thân này, mình thấy đã thiêu rồi, mà niệm Phật nữa, cái là cơ hội vãng sanh rất cao. Còn mà dướng mắt trong này mà xây cái mồ cho lớn nữa rồi, coi như xong rồi đó, coi như tiêu rồi đó. Chôn nơi đấm mồ hoang này không biết bao nhiêu chục năm, trăm năm đó nghe. Nghe được cái điều này thấy quý báu không? Để mình ngộ ra được cái đề này quan trọng không? Cực kỳ quan trọng. Cho nên thầy Minh chết cũng phải thiêu, thầy Bảo chết cũng phải thiêu, thầy Tánh chết phải thiêu. Đâu, thiêu, thiêu hết. Ông Giác Nhàn chết cũng phải thiêu, thiêu hết, thiêu hết, sạch sẽ. Cho nên trên lò thiêu Đà Lạt nó kêu chùa thầy là coi như là hàng năm lên thiêu nhiều nhất. Chùa thầy mà không lên thiêu chắc lỗ quá. Người ta chôn nhiều quá mà. Sạch sẽ gọn gàng, mang cái nấm cho về, trời ơi, bỏ thêm chút dầu thơm vô nó thơm lửng luôn. Chứ mà chôn dưới nấm mồ nó xì hơi nó thúi cho phải biết luôn. Đúng không? Giờ nghe Tổ sư Ấn Quang ngày khai thị về cái pháp môn niệm Phật nha. Nghe tiếp cái đoạn này. Tuy mạng chưa tận, thức đã đầu thai, đợi đến lúc sắp sanh, toàn phần tâm thức mới gieo vào trong thai ấy. Lý này cũng chẳng phải là hoàn toàn không có, nên thông thường đa phần là có thức thay thế để thọ thai. Có những lúc mà hai vợ chồng vừa để muốn sanh con á, thì có những cái thức đó sanh làm con, có những cái thức nó thay thế. Cái thức đó nó không tồn tại được, trong đó không đủ nhân duyên, sau đó nó ra đi thì cái thức khác thay vào, thế vào, có thay thế luôn. Chứ không phải là một cái thức đó phi vào trong bào thai là mãi cho đến lúc sanh con ra luôn, sanh ra luôn. Như viên trạch này, bà mang thai 3 năm thì có cái thức ở trong đó sẵn rồi đó. Nhưng mà chưa đủ duyên để làm con người này, chưa đủ nhân duyên để sanh ra. Rồi ngày viên trạch vừa đến thì cái thức đó ra đi. Ngày viên trạch nhập vào cái thai của bà mang 3 năm này bắt đầu ra làm con. Thức thay thế. Bữa nay nghe Ấn Tổ nói chỉ có Bồ Tát mới thấy được chỗ này, cho mình cũng chả biết cái thức là cái gì thay làm sao đâu, mình cũng đâu có biết, nhưng vô minh mà, bọn mình vô minh sẽ dạy mà, nó có biết đâu, đúng không? Đó. Chúng sanh tê mê nhưng nghiệp lực của họ chẳng thể nghĩ bàn. Cái nghiệp lực kinh khủng, không thể nghĩ bàn là không thể suy nghĩ suy bàn được. Nó đọa xuống địa ngục, nó làm ngạ quỷ súc sanh, nó lên cõi trời, rồi nó chui vô thai bụng mẹ, rồi nó đủ kiểu, không thể bàn nổi, không thể tính nổi, không thể nghĩ bàn. Do tâm lực không thể nghĩ bàn, cũng là do thần thông đạo lực của chư Phật cũng không thể nghĩ bàn. Đạo lực thần thông của Phật, nhiều lúc cái người đó như ông Trần Xí mà ông giết người, mà người ta đến mà coi như là giết ổng đó, coi như là chắc chắn là ổng phải, cái tâm thức ổng là phải bị trả cái quả báo. Mà thế mà ông niệm Phật lên, cái những người quỷ mà đến đòi mạng đứng sững lại, ông gấp niệm Phật, họ lùi ra, họ biến mất. Ông niệm Phật mấy chục năm nữa ông phản sanh, có phải là Phật lực không thể nghĩ bàn không? Đạo lực của Phật không thể nghĩ bàn, đúng không? Quá đúng. Mà nếu ông Trần Sĩ mà ông không niệm Phật thì nó xử ông ngay, đúng không? Ví dụ như thầy Giác lúc lâm chung mà ông không niệm Phật thì cá dưới biển mà lúc ông giết nó xe ghe ghe đó thì nó tới nó bu ông cũng ngộp thở là chết rồi, chứ còn đâu nữa. Với mình Nam Mô Di Đà Phật một cái là dạt hết. Mà phải thành tâm tha thiết mà niệm Phật thì
không có cái gì mà có thể đến hại mình được. Quỷ sứ mà đứng sững mà. Mà nếu mà lúc đó mà niệm Phật được thì không phải đơn giản. Bây giờ phải huân tu hàm dưỡng dữ lắm ạ. Chứ lắm lúc đó là quýu, sợ là không có niệm được. Đúng không? Là giao toàn tánh mạng cho nó thôi, nó hại mình thôi. Đúng không? Nhiều người ngồi trong này thì nghe thực sự là thích thú. Nhưng mà cái căn lành mình kém cho nên ra niệm được 5-3 câu cái rồi bỏ. Thiệt là uổng. Gặp được cổ báu rồi phải không? Giống như mình kẻ ăn xin đi lang thang, tha phương cầu thực khổ cực làm kẻ ăn xin mà được một cái kho báu mà để gặp lại cha hoặc gặp lại người đó, người ta giao cho mình một cái kho báu thì quý biết cỡ nào không? Quá quý. Mà cái kho báu mà của cải vật chất cho người ăn xin mà gọi rằng là đang khổ đau đó cũng không bằng cái kho báu của cái Phật pháp mà cái pháp lực của Phật. Mình là kẻ luân hồi sanh tử khổ đau mà hôm nay trao cho mình cái kho báu là câu Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, thần chú Đại Bi, rồi những cái công đức mà Phật đã tạo sẵn trong danh hiệu đó thì còn gấp 100.000 lần kho báu. Thực sự mình phải nghĩ vậy đó. Mà bây giờ mà có kho báu thì lo để mà mình phải vun vén. Cũng như mình đi lên đó, người ta chỉ cho mình trên núi có vàng, thì bây giờ mình đào được cái mỏ đó thì mình lo mình mang gom góp, mình mang về mình xài, đúng không? Cũng vậy, bây giờ người ta chỉ cho mình kho báu Nam Mô Di Đà Phật là hằng ngày mình cũng phải lo tích lũy mình niệm chứ. Đúng không? Nhưng mà niệm yếu quá, niệm lực yếu quá. Thấy không? Còn biết rằng Phật lực chẳng thể nghĩ bàn, pháp lực chẳng thể nghĩ bàn, tự tánh công đức lực chẳng thể nghĩ bàn. Ba thứ chẳng thể nghĩ bàn ấy, nếu không có cái tâm chí thành, tính nguyện niệm Phật sẽ không có cách gì hiển hiện được. Có lòng chí thành cầu sanh Tây Phương thì ba thứ thần lực oai đức lớn lao chẳng thể nghĩ bàn ấy sẽ liền được hiển hiện. Như ngồi trên chiếc xe tàu thủy lớn lại được xuôi gió, chẳng lì ý niệm trong hiện tại đây mà liền sanh Tây Phương. Ba thứ chẳng thể nghĩ bàn, Phật lực chẳng thể nghĩ bàn, pháp lực chẳng thể nghĩ bàn, tự tánh công đức lực chẳng thể nghĩ bàn, cộng với cái tâm tín nguyện niệm Phật thì người này chắc chắn vãng sanh. Giống như là nước mà mình ngồi thuyền, cái thuyền mà nó căng buồm rồi thuận nước, nước chảy thuận mà gió nó đẩy buồm đi nữa. Tự tánh mình tin công đức niệm Phật là pháp lực, tin Phật lực gia trì và nó chuyển được nghiệp lực, và lúc lâm chung mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là chắc chắn, chắc chắn. Cho cái niềm tin nó quan trọng lắm. Mình niệm Phật mà chỉ có niệm thôi chứ không phải có Phật ở bên cạnh gia trì cho mình. Gặp nạn gì đi nữa là Phật gia trì cũng sẽ qua. Mà khi gặp nạn cái là bỏ quên niệm Phật luôn, hết tính tâm gì hết là bắt đầu lo đi chạy cầu cứu cái gì đâu đâu. Thấy chưa? Bây giờ nghe Ấn Tổ trả lời của vị Hòa Thượng Ngọc Trụ, trả lời thư cho Hòa Thượng luôn. Cho nên hồi thời mà Tổ Ấn Quang chưa có tịch á, những vị như Ngài Ngọc Trụ này cũng một vị Hòa Thượng đạo cao đức trọng, cho nên Ấn Tổ mới xưng là huynh. Rồi Ngài tự xưng Ngài là đệ. Rồi Ngài Hoàng Nhất, Ngài Đế Nhàn, toàn là những vị nổi tiếng. Thế mà cũng gửi thư đến hỏi Ấn Tổ. Biết Ngài là vị Bồ Tát rồi chứ không phải đơn giản. Hay mà, cái này hay, hấp dẫn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời Sư Phụ chỉ dạy, con xin phép được tiếp tục đọc những lời khai thị của Tổ Sư Ấn Quang. Thành tâm cung kính dâng lên cúng dường toàn thể đại chúng. Nam Mô A Di Đà Phật. Tổ Sư Ấn Quang trả lời lá thư số 36, thư gửi Sư Ngọc Trụ. Trộm nghe Như Lai vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện trong đời, tùy cơ lập giáo, nói đủ mọi pháp, không gì chẳng nhằm làm cho chúng sanh khai thị ngộ nhập tri kiến Phật mà thôi. Nhưng chúng sanh vốn sẵn có tri kiến Phật, do mê muội từ vô thỉ sâu hay cạn khác nhau, nên người mê cạn thì tu một pháp bèn được ngộ nhập. Nếu như mê sâu mà không nhờ vào sức hoằng thệ nguyện của Phật Di Đà vãng sanh tịnh độ, quyết khó được chứng đắc. Huống hồ pháp này là chỗ quy túc của các pháp, là chỗ cùng cực của tu chứng. Lúc Như Lai mới thành chánh giác, nói kinh Hoa Nghiêm, có đủ vô lượng pháp môn, thâu tóm căn tánh nhất thừa, nhưng thiện tài sau khi chứng ngộ bằng với chư Phật, Phổ Hiền Bồ Tát bèn dạy pháp 10 đại nguyện vương, dẫn về Cực Lạc và khuyên hải hội đại chúng cùng cầu vãng sanh. Do vậy, các kinh đại thừa
đều cùng tán dương. Nhưng ba kinh Tịnh Độ chuyên thuyết minh điều này cặn kẽ nhất. Có kẻ bảo Tịnh Độ là quyền tiệm tiểu thừa, chẳng chịu tu tập, lại còn ngăn trở người khác tu, toàn là do chưa thể nghiên cứu kinh luận Đại Thừa, chỉ chấp vào ý chỉ trực chỉ, chưa thấy vần trăng nơi tự tánh. Cứ xem phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện của Kinh Hoa Nghiêm thì biết, huống chi Ca Diếp, A Nan, Mã Minh, Long Thọ, Trí Dạ, Vĩnh Minh, vân vân, các đại tổ sư đều chú giải kinh, tạo luận, cực lực tán dương. Đó không phải là sáu phương chư Phật hóa thân, là người kế thừa đích thực của giáo chủ hai cõi ư. Vì thế nói là ngàn kinh muôn luận, chốn chốn chỉ quy, vạn thánh tiền hiền ai nấy đều hướng về. Huống hồ trong đời mạt này, căn tánh con người hèn tệ, tri thức hiếm hoi, bỏ pháp này sao yên cho được. Xin huynh lúc rảnh rang nơi tông giáo, hãy phân tâm nơi pháp này, ngõ hầu tự lợi, lợi tha, báo ân sâu của Phật. Nếu như còn nghi hoặc, hãy nên đọc nhiều kinh luận Tịnh Độ. Sách Tịnh Độ thập yếu đoạn nghi khải tính là bậc công thần đột phá tinh nhuệ nhất. Hãy nên đọc trước các sách Di Đà Sớ Sao và Diễn Nghĩa, quả thật là hướng dẫn tốt lành cho những người tham cứu tông giáo. Càng đọc kỹ, suy nghĩ tinh tường, sẽ thấy những sách ấy chẳng chỉ phát huy Tịnh Độ mà thôi. Ngài Trung Phong nói, thiền là thiền nơi Tịnh Độ, Tịnh Độ là Tịnh Độ của thiền. Hai sách ấy quả thật là như vậy. Hơn nữa, nếu huynh muốn tham khảo khắp các lời chú giải hay khéo trong tông hiền thủ Hoa Nghiêm, thì hai sách Sớ Sao quả là lời chú giải hay khéo thiết thân nhất cho sự tu chứng của thân tâm. Hãy nên ráp tâm nghiên cứu thì lợi ích màu nhiệm ấy, ngay cả đệ cũng chẳng thể hình dung được nổi. Thư trả lời cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia, thư thứ 6. Giấc mộng tốt lành kỳ lạ, đặc biệt, ắt có con quý xuất loại bạc tụy, nói dòng thứ hương, kế nghiệp tổ tông do Phật trời ban cho. Lòng vui mừng an ủi không cầm, chúc mừng, chúc mừng. Kinh Hoa Nghiêm nói hết thảy chúng sanh đều có đủ đức tướng trí huệ của Như Lai, nhưng do vọng tưởng chấp trước nên chẳng thể chứng đắc. Do vậy biết trí huệ đức tướng chúng sanh và Phật giống nhau, ấy chính là tánh đức. Do có vọng tưởng chấp trước và lìa vọng tưởng chấp trước nên chúng sanh và Phật khác hẳn nhau, đấy chính là tu đức vậy. Tu đức có thuận có nghịch. Tu thuận theo tánh thì càng tu càng gần, tu đến cùng cực bèn chứng triệt để, tuy chứng nhưng trọn chẳng được điều gì. Tu nghịch với tánh thì càng tu càng xa, tu đến cùng cực bè vĩnh viễn đọa trong ác đạo, đọa nhưng trọn chẳng mắc gì. Hiểu rõ điều này thì kẻ ngu có thể là hiền, kẻ hiền có thể là ngu, kẻ thọ bị chết yểu, kẻ chết yểu được sống thọ, phú quý bằng tiện, con cháu đầy đàn hay tuyệt diệt, mỗi chuyện đều có thể tự mình làm chủ, có chỗ nương tựa, có thể thành không nơi nương tựa, không nơi nương tựa có thể thành có nơi nương tựa. Như núi cao không lên được, con người không có cách nào thì cũng chẳng ngại đục vách núi, xếp bậc rồi cũng lên thẳng được chót đảnh. Con người xưa nay không biết đến nghĩa lý, tùy tâm tạo nghiệp, tùy tâm chuyển nghiệp. Bao nhiêu kẻ đại thông minh, đại học vấn, trở thành bỏ sạch mọi công trước, lại còn di hại bao kiếp. Nếu chẳng tu đức thì thân dù giàu trùm thiên hạ, quý như thiên tử, hoặc quan vị cao cùng cực, thành thế lừng lẫy như địa vị tể tướng phụ thần. Có hay không những kẻ ngay trong đời này thân bị giết, nhà tan cửa nát, như vậy những gì thân mình tự có được đều chẳng thể nương cậy được. Viên Liễu Phàm khá hiểu nghĩa này, nên coi hết thảy những gì mình được hưởng thụ không gì chẳng phải do nhân trước định sẵn. Thế tục thường gọi tiền nhân là trời, thiên định thắng nhân, nghĩa là khó chuyển được cái nhân trước. Nhân định cũng có thể thắng được trời, nghĩa là tu trì chống lại nghiệp, thì nhân trước chẳng đáng nương cậy.
tức là dùng cái nhân hiện tại làm nhân để tiêu diệt cái nhân trước. Nếu mặc tình làm càn thì sẽ trở thành trái ngược lại. Hiểu điều này thì kẻ ngu sẽ thành hiền, kẻ dở tệ tầm thường sẽ thành siêu quần bạc tụy. Đều do chính mình giữ cái lòng tu đức và tùy thời khéo dậy mà thôi. Há chẳng nên nỗ lực tài bồi ngõ hầu giấc mộng tốt đẹp trở nên có căn cứ hay sao? Thư trả lời cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia, thư thứ 8. Nhận được thư biết ông trong cơn bệnh nhờ sức tam bảo biến hiểm thành lành, mới biết sanh tử trắng tay. Nếu không thâm nhập một môn sẽ chẳng làm được gì. Nhân nghiên cứu đọc các sách tịnh tông, mới biết Di Đà vì ta phát nguyện lập hạnh để mong thành Phật. Ta do trái nghịch Di Đà hạnh nguyện, nên bao kiếp dài lâu thường luân hồi lục đạo, vĩnh viễn làm chúng sanh. Hiểu rõ Di Đà là Phật trong tâm ta, ta là chúng sanh trong tâm Di Đà. Đã là một mà phàm và thánh khác nhau một trời một vực, là vì ta một mực mê trái nên mới thành ra nông nỗi ấy. Tính tâm như thế mới là chân tính. Từ tính tâm này phát ra cái nguyện quyết định vãng sanh, thành cái hạnh quyết định niệm Phật, ngõ hầu thâm nhập pháp giới tịnh độ, thành tựu ngay trong một đời, siêu nhập thẳng vào Như Lai địa, như mẹ con gặp gỡ, vui sướng vĩnh viễn. Tuy nhiên biết không khó, làm được mới khó. Trong đời có hạng người nói suông khoe mẽ nghe được lý, tâm Phật chúng sanh cả ba không sai biệt, hoặc do duyệt giáo tham tông, ngộ được lý ấy bèn nói, ta đã giống hệt Phật thì tu hay chứng còn có ích gì, bèn buông tâm phóng ý trong hết thảy cảnh duyên, lầm lạc bảo, sáu trần chính là giác, tham sân si chính là giới định huệ, cần gì phải chế tâm nhiếp thân, không dây từ trối. Loại kiến giải này hèn kém nhất, chính là chấp lý phế sự, bác không nhân quả, như dùng bánh vẽ để khỏi đói, xây nhà trên không, tự lầm, lầm người, tội há thể cùng tận nổi. Do thiện nhân trước lấy ác quả, tam thế chư Phật, gọi kẻ ấy là hạng đáng thương xót. Ông nên nương vào lý tâm Phật, nhân quả bất nhị này, để thiết thực tu trì pháp tính nguyện hạnh, thì vãng sanh sẽ có ngày, có hy vọng thành Phật, may mắn lắm thay. Như Lai thuyết pháp vốn thích ứng căn cơ, vì thế mới có chuyện vì thật bày ra quyền, khai quyền hiển thật, năm thời ban bố giáo pháp, lại vì cậy vào tự lực để liễu thoát thì khó khăn, cậy vào Phật lực để liễu thoát thì dễ dàng, lại thêm chúng sanh đời mạt căn cơ hèn kém. Do vậy Phật đặc biệt mở ra pháp môn tịnh độ, ngõ hầu ba căn thượng trung hạ, cùng được lợi ích, cùng chứng bất thối. Đời có kẻ ham cao chuộng xa, chẳng xét thời cơ, thường dạy người tu tập những pháp đa phần chẳng thể khế ngộ. Ý họ tuy tốt lành, nhưng ước về giáo lại chẳng thể thích hợp căn cơ, nên dùng sức nhiều lại được lợi ích ít ỏi. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị biết những lá thư này Giáng Nhàn đọc qua rồi. Sau đó rồi mỗi buổi sáng đến buổi trưa dùng cơm một mình ở dưới cái nhà khách nhà lá dưới đó, rồi nghe lại thầy Tánh đọc. Mà khi nghe lại thầy Tánh đọc cái chỗ nào mà hay quá trong những cái lá thư này nè, xong rồi bắt đầu mới ghi lại, rồi bắt đầu mới vào trong soạn cái lá thư này ra, rồi đọc tới đọc lui, đọc tới đọc lui, rồi hôm nay đưa thầy Minh đọc một lần nữa, trời tuyệt, nó thấm á. Giống như mình kho cá, kho thịt mà kho sơ sơ nó không có thấm. Kho cho nó thấm vô, nó rim vô. Kho đậu hũ cũng vậy. Lời Phật tổ không phải đọc qua một lần mà biết được, mà hiểu được, mà làm được đâu. Không phải đơn giản đâu. Có một số các thầy cứ nghĩ văn sao viết cho người khác thấy bình thường. Cho họ những cái lời nãy giờ Ngài nói là toàn là sở chứng của Bồ Tát không. Mà mình làm chưa được, đọc chưa hiểu luôn, bỏ. Đi nghiên cứu cái khác nữa đôi khi không có. Thâm sâu huyền diệu, Di Đà vì ta lập hạnh, Di Đà vì ta phát nguyện,
Khi người niệm Phật là người ở trong của tâm Phật A-di-đà. Những cái câu này coi như là sở chứng của Ngài hết trong đó. Hay lắm. Mà khi thường mà mình thâm nhập được Phật Pháp như vậy đó, thì vọng tưởng nó nhẹ dần, nó mỏng nhẹ dữ lắm. Nhiều lúc công phu mình niệm nó chưa vô, mình niệm Phật nó không có đắc lực được, thì mình còn phải có pháp lực. Lời dạy của tổ bắt đầu là mình chiêm nghiệm trong đó, để cho nó thành cái chủng tử vô lậu này, để cho nó trở hạnh cũng cho mình rất là đắc lực. Cho nên nhiều lúc mình công phu mình niệm Phật nó không có được cái an lạc là mình làm không đúng nguyên tắc. Cái đúng nguyên tắc Ngài khai thị đó là trong ý căn phải niệm cho rõ ràng, miệng mình niệm cho rõ ràng là thiệt căn, tai nghe cho rõ ràng, ba cái căn này là quan trọng. Mà thường là cái ý căn của mình là niệm nó nhè nhẹt, nó không có rõ ràng. Mà khi nó nghĩ đến cái buồn, giận, buồn, bực, vọng tưởng thì rất rõ ràng. Coi lại coi, khi giận con, giận cái, hoặc bực tức cái gì, hoặc suy nghĩ cái điều gì thì rõ ràng đúng không? Rõ đến nỗi ngủ không được luôn á, đúng không? Còn niệm Phật nó không rõ ràng. Mà không rõ ràng thì nó không có kết quả. Cho nên ở đây mới niệm ngắt chữ ra đó. Cái tâm mình nó yếu quá, niệm không rõ ràng, cho nên A-di-đà-phật rõ ràng trong tâm. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát rõ ràng, Nam mô A Di Đà Phật ngắt nó ra. Cái tâm lực mình nó niệm rất rõ ràng. Mình phải tìm cái cách gì mà niệm cho nó rõ ràng thì nó mới đúng cái pháp của tổ dạy. Hôm qua có cái cô tên là cô Thu, pháp danh là Diệu Xuân ở thủ đô Hà Nội. Cô mới gặp đĩa của pháp hội mình đây mới có 2 ngày. Thì cô nghe ngày đầu tiên là không ngủ luôn. Mà cô kêu không mệt, sáng thức dậy không mệt. Coi như nghe hết đĩa này đến đĩa nọ, mà lên YouTube coi nó cứ nói liền hết đĩa này đến đĩa nọ. Mà coi thích quá, mà nhất là khi thầy giảng xong rồi cho ông thầy Nhũng Minh ông đọc nữa thì nghe nó tuyệt. Giống như là có lời của tổ gọi là ấn chứng, mà là chứng minh đó. Chứ không phải mình tự nói ra mà mình không có cái lời của Phật tổ chứng minh. Coi kia nó quá hay, nghe thích quá. Lúc trước là coi truyền hình, coi đài, coi đủ kiểu, coi riết rồi cũng không biết cái gì ở trong đó, rồi cũng không có lợi ích gì, mà bây giờ nghe rồi thích quá. Nhất là cái pháp không ăn chiều, con cũng béo béo mà con béo là mập phải không, con béo béo nhưng mà cuối cùng con nghĩ là không ăn chiều là nó xuống cân. Hôm bữa ở đây 81 cân, bữa nay còn 75 cân là vừa sinh rồi, đúng không? Nay còn có 75 cân à. Ôi do đường lúc trước mà đôi khi uống thuốc vô mà 8 chấm mấy 9 chấm, bữa nay 6 chấm mấy 7 chấm, không uống thuốc gì luôn à. Tự nhiên nó quân bình, cái cơ thể mình quân bình rất hay. Đó, tất cả các bệnh mà nhịn 18 tiếng, 16 tiếng thì bảo đảm bệnh gì cũng hết. Chắc chắn là như vậy. Đó, ông Đức Tính chồng của cô Lợi nè, ngồi đây nè. Hôm bữa ông chích vô, uống quá chừng rồi, bây giờ phải chích nữa. Chích mới đủ liều nha, chích vô nó lên cao, rồi tối phải ăn vô. Rồi như là coi như nó đói là phải ăn vô, bởi vì không ăn nữa nó hạ xuống, thuốc nó đẩy xuống. Kêu ông thôi giờ ông đừng chích mà cũng đừng ăn chiều nữa đi, ông chịu. Bữa nay nó bắt đầu nó ổn là tự nhiên nó quân bình, khoảng 3 đến 6 tháng sau là tuyến tụy nó tiết ra insulin là nó quân bình liền, cái cơ thể mình nó quân bình rất hay. Coi như là cái người bệnh người ta nghiên cứu ra mà người ta biết được mà đúng là Phật Ngài đã dùng cái phương pháp này hơn 2000 năm trước rồi. Phật Ngài ăn có một ngọ cho nên Ngài đâu có bệnh gì đâu. Mình ăn 3 ngọ cho nên bệnh quá mà. Đúng không? Cái cơ thể mình nó không chịu được như vậy. Mà mình lạm dụng quá cho nên nó bệnh trong đó vậy. Còn nói, úi dồi, con nghe cái lời của sư phụ giảng trong đó, con thấy nó tuyệt. Úi dồi, nó hay thế. con nghe con nói mà mình sướng người. Rồi cuối cùng con cúng sư phụ 10 triệu. Đó theo, cái rồi cái nó dụ để được. Cái, mình giảng họ nghe pháp, họ tự nguyện, họ cúng hay hơn là kêu gọi. Cái chiêu này hay, đúng không? Nữa, bây giờ mình cứ kêu gọi hoài, làm cho họ phiền phức mà cũng không có được cái đạo lý gì cho họ nghe hết trơn. Cứ lên gặp mặt ổng trên phim, trên tivi, trên truyền hình, YouTube là bắt đầu ổng kêu gọi. Không có nói cái đạo lý gì cho mình nghe hết. Cứ kêu mình làm phước thôi mà không có hiểu được cái lý gì hết trơn. Còn cái này họ tự nghe rồi họ phát tâm, họ cúng dường. Thì đó là tùy hỷ cúng dường. Khi cái pháp, mình nghe pháp xong rồi cái có pháp hỷ rồi bắt đầu tùy hỷ cúng dường. Lợi lạc đôi bên đúng không? Khỏe. Nghe ấn tổ khai thị vì sao
mình niệm không có thành phiến, không có nhiếp tâm, không có trừ được vọng tưởng, là ba cái ý căn không rõ ràng, miệng niệm không rõ ràng và tai nghe không rõ ràng. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát nói: nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nói, đắc tam ma địa, ấy là bậc nhất. Khi niệm Phật trong tâm, tức là ý căn phải niệm cho rõ ràng, rành rẽ. Nơi miệng là thiệt căn, tức là lưỡi á, mình phải phát ra âm thanh niệm cho rõ ràng, rành rẽ. Nơi tai là nhĩ căn, phải nghe cho rõ ràng, rành rẽ. Ý, thiệt, nhĩ, ba căn mỗi mỗi đều nhiếp thủ Phật hiệu. Thì nghiệp tiêu, trí rạng, chướng tầng, phước sâu, khai minh tâm địa, vãng sanh tịnh độ, liễu sanh thoát tử. Chỉ còn ba cái căn này thôi. Hồi trước thì người ta chỉ tu một cái căn thôi, đó là họ tu nhĩ căn. Ngài Đức Sơn ngài tu về nhĩ căn, tức là họ muốn nghe lại tự tánh nghe. Thì gặp một vị thiền sư đó, họ chỉ cho cái pháp gọi rằng nghe tiếng vỗ của một bàn tay. Nói tiếng vỗ bàn tay làm sao mà có tiếng, đúng không? Nói để cho những vị thiền sinh đó không còn suy nghĩ và nghĩ tiếng vỗ một bàn tay là, tức là nói cái câu mà người ta không thể suy nghĩ ra. Hai cái tay còn mới có tiếng chứ, nhưng mà một tiếng vỗ của một bàn tay để cho ông ngộ được tánh nghe, tức là ông suy nghĩ cái không suy nghĩ được để vọng tưởng nó không còn nữa, rồi ông ngộ được tánh nghe. Thì Đức Sơn này ngài là một vị thiền sư mà chiêm nghiệm tiếng vỗ của một bàn tay lâu ngày chày tháng, rồi nghe cái khi đi cuốc đất á, cuốc cái cạch một cái viên sạn băng dưới gốc tre, nó kêu cái tạch, cái là ngộ tánh nghe. Bây giờ chiêm nghiệm cái tiếng vỗ của một bàn tay á, cho nên thành ra vọng tưởng nó triệt tiêu từ từ rồi ngộ được tánh nghe. Khó, cực kỳ khó. 30 năm trời ngài Đức Sơn, mình không có cái cửa mà tu thiền cái kiểu mà nghe được tánh nghe để ngộ kiểu này đâu, tu không nổi. Hoặc là ngài Ca Diếp thì ngộ tánh thấy, Đức Phật cầm hoa sen, cái hoa sen ngài giơ lên cái là ngài Ca Diếp mỉm cười. Thì Đức Phật nói: hôm nay ta có chánh pháp nhãn tàng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng truyền cho Maha Ca Diếp. Bởi vì Maha Ca Diếp ngộ được tánh thấy là ngộ được cái hoa sen, là khi ta đưa lên cười đó, tức là trung đạo. Nói là ra tiếng, im lặng là tịnh, tịnh động bất nhị không còn nữa, vô trung đạo, đó là cười, mỉm cười. Ngài Ca Diếp mỉm cười ngộ tánh thấy. Bây giờ mình ngộ nổi không? Ngộ không nổi. Thấy gì ngộ ngộ giác đi thì được, chứ còn ngộ giác không nổi. Ngộ không nổi. Thì bây giờ Ấn Tổ dùng ba cái pháp cho mình ngộ, là nghĩ đến Phật, niệm đến Phật là ý căn. Miệng mình niệm thầm Nam Mô A Di Phật, A Di Đà Phật, thầm hoặc ra tiếng, nhỏ lớn hoặc trong tâm, tai nghe cho rõ ràng. Thì Ấn Tổ nói dùng ba cái căn này để nhiếp thủ Phật hiệu, thì nhanh ngộ tánh nghe, tánh thấy, tánh biết. Ngộ thôi, mà nó vừa ngộ, gọi là đốn ngộ, bởi vì là trực tiếp tu ba cái tánh này, tánh thấy, tánh nghe và tánh biết này. Tu ba cái tánh này nhiếp thủ Phật hiệu thì người này rất nhanh ngộ, gọi là đốn ngộ. Và vẫn là tiệm tu luôn, bởi vì cái công đức danh hiệu Phật nó tiêu nghiệp, cho nên gọi là tiệm tu luôn. Đốn tiệm xong vận luôn, đốn tiệm xong tu luôn. Thì cái pháp này là tuyệt, giống như mỏ hổ mà mọc thêm sừng. Chứ tự mình nghe nơi tánh nghe mình nghe không được. Nghe như ngài Đức Sơn á, thì phải có một vị khai thị cho mình một cái câu công án gì đó, tiếng vỗ một bàn tay. Hoặc trước khi mẹ cha mình sanh ra mặt mũi là gì, đang nằm trong bụng sao biết mặt mũi. Nói câu đó để mình không còn suy nghĩ nữa, để mình ngộ được cái tánh biết. Nhưng mà giờ làm cái kiểu đó không nổi, ngộ kiểu đó căn cơ mình thấp kém. Hồi xưa Giác Nhàn cũng tu thiền nhưng mà vô không nổi, thực sự vô không nổi. Bây giờ gặp Ấn Tổ ngài cho ba cái căn luôn. Căn ý niệm cho rõ ràng. Ý căn á là trong tâm thức mình, ý thức mình đó. Rồi ra tiếng nữa, chứ không phải là niệm trong tâm không mà nó giữ được đâu. Như buổi sáng hôm nay 2:30 thức dậy, niệm thầm một chút khoảng nửa tiếng thì bắt đầu cái hơi mình ra nhiều nó mệt, bắt đầu quay lại niệm trong tâm. Mà niệm trong tâm mà nó tỉnh, mà lúc đó nằm trên giường niệm là thích lắm. Ấn Tổ nói là nằm niệm không ra tiếng trong tâm, cái thân nó được dưỡng mà cái tâm nó nhiếp thủ Phật hiệu rõ ràng ý căn. Tuy rằng không phát ra tiếng nhưng mà ý căn nó rất rõ ràng. Mà nhĩ căn nghe lại tiếng niệm trong tâm cũng rất rõ ràng, nhất là đêm khuya. Rồi những lúc mình niệm trong đó một chập rồi bắt đầu gì, nó yếu lần lần, nó không rõ ràng, bắt đầu chuyển qua miệng thầm, dạo tới dạo lui từ 2:30 đến 4 giờ, vừa hết giờ cái là lên công phu 2 tiếng nữa, rất yên ổn. Nhiếp thủ bằng ba căn này mà tu, đặc biệt luôn, chỉ có Ấn Tổ ngài mới chỉ cho mình ba cái căn này để mình nhiếp thủ.
Và khi nhiếp thủ được ba căn là ý cho rõ ràng, tai nghe cho rõ ràng, mà miệng niệm cho rõ ràng nữa đó, thì mắt nó cũng không nhìn đông ngó tay được. Mà nhìn cũng không thấy, thấy nhưng mà không thấy. Bởi vì nó lo niệm rồi cho nên thấy cũng không thấy. Giống như cái người mà họ đi chợ một loạt, họ đi chợ xong họ về, họ có để ý ai, họ có biết ai, họ có thấy ai không? Thấy nhưng mà không thấy, đi chợ một loạt, nhìn biết bao nhiêu người ngoài chợ mà cuối cùng về thì không thấy ai hết. Không để trong tâm với ai thì cũng không thấy ai. Nhìn mà không thấy, nghe nhưng mà cũng không nghe. Ngửi thì lúc đó mũi nó cũng không có ngửi gì nữa hết trơn. Dùng ba căn này mà tu, giúp thủ Phật hiệu. Nhưng mà không phải chỉ niệm bốn chữ hoài mà nó chịu đâu ngang. Mà cũng phải niệm ra hơi để mình nghe lại sáu chữ nữa đó. Phàm phu mình không phải làm một cái gì hoài mà nó chịu đâu. Dễ chán lắm. Phải đổi nó, đổi tới đổi lui. Mà trong cái phương pháp cũng như là gạo, cái lúc làm bánh hỏi, làm bánh bèo, bánh ướt ăn cho nó đỡ ngán. Hiểu không? Chứ ăn gạo hoài, ăn cơm hoài đôi khi nó ngán. Chỉ qua bánh hỏi cũng vậy. Niệm sáu chữ rồi bốn chữ rồi niệm to, niệm nhỏ. Cũng nhỏ cũng tổ hay thiệt. Đó không? Đó. Thì bây giờ nghe lại cái lá thư của cái cô này, cũng có đứa em tưởng chừng như là bị Covid chết rồi nè. Đó, có gửi nè, với lại thêm thi kệ của Ấn Tổ nữa là hết giờ, còn 10 phút nữa nè. Mình lên đọc tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin tiếp tục được đọc thi kệ Toát Yếu. Lời vàng pháp ngữ của Tổ sư Ấn Quang, xin thành tâm cung kính dâng lên cúng dường toàn thể đại chúng. Nam mô A Di Đà Phật. Luận về các pháp tu trì, phần 1. Pháp môn tu có tự lực và tha lực, người cầu vãng sanh tu tập tịnh môn, đó là cả tự lực, Phật lực gồm thu, khác với người tin chính mình tự tu tự đắc, không có tính tâm cầu vãng sanh cực lạc, như vẽ tranh sơn thủy với bút lông, nét ngắn, nét dài, đậm nhạt tùy lòng, đầu ngọn bút tự tay mình chấm phá, thành tựu hoại không tùy đường nét họa, hoàn thành hay gian dở cũng tại ta, khác với tịnh tông cảnh mây nước lá hoa, dùng máy ảnh một lần liền chụp trọn, pháp môn tự lực như người đi từng bước, một ngày đi chẳng quá mấy dặm đường. Tịnh độ pháp môn như luân bảo của Thánh Vương, luân chuyển khắp bốn châu trong thiên hạ. Chúng sanh cõi diêm phù dễ xa dễ đọa, không dễ dàng đạt đến chỗ viên thông. Phật pháp sâu dày, tội nghiệp cũng vô cùng. Không cầu đới nghiệp vãng sanh, khó mong liễu đạt. Chỉ lo cho người quẩn quanh vòng nghiệp hoặc, sáu cõi luân hồi mỗi bước mỗi lên đên. Tận đời vị lai hết thọ tử lại thọ sanh, vòng nhân quả tự tạo rồi tự hưởng. Bốn pháp niệm Phật, danh tướng tưởng tượng, riêng pháp trì danh, thu nhiếp các căn cơ, dễ dàng cho người hạ thủ công phu, không phức tạp khiến lâm vào ma cảnh, phải đọc quán kinh nếu muốn tu quán hạnh. Tâm này là Phật, làm Phật tự tâm này, tịnh tâm thì Phật hiện nào phải từ bên ngoài, không chấp trước thì cảnh càng thâm diệu. Biết được như vậy mới gọi là quán liễu, nếu bằng không sanh vọng chấp tìm cầu. Tâm vọng thì cảnh vọng có xa đâu, không tương ứng với Phật tâm Phật cảnh. Oan gia nhiều đời hiện thân oán địch, nhân địa đã sai lầm chẳng dễ biết quả địa thật hư. Khiến lòng sanh hoan hỷ uổng công dư, ma thừa dịp giữa nương làm loạn trí, nên lượng tâm sức mình chớ ham toan tính, mơ viễn vong khiến tổn lại thân tâm. Ngài Thiện Đạo dạy rằng cảnh vi tế cao thâm, tâm phàm thô thiện biết đâu ma mị, buổi mạc thời dễ xa vòng lâm lụy, tu quán môn khó đến chỗ tinh anh. Bậc đại thánh xót thương, khuyên tu pháp trì danh, tâm tương ứng liền vãng sanh Phật quốc. Khi quán hình tượng Phật lại nhìn thấy Phật, phải biết Phật ấy từ tâm ý hiện ra, chớ nghĩ rằng là cảnh ở ngoài ta, tuy cảnh tượng rất phân minh rành mạch. Kinh Lăng Nghiêm nói,
không cho là chứng thánh thì là cảnh giới lành. Trong 16 pháp quán chẳng bằng pháp trì danh, pháp giới tàng thân A-di-đà Phật, khắp 10 phương pháp giới hiện đủ đầy. Như lưới trời Đế Thích muôn vạn mani, cùng in bóng long lanh trong một hạt. Nơi một tịch chiếu và gồm thu muôn vạn, vốn dung thông không thiếu cũng không dư. Nhưng kẻ sơ cơ chưa phân biệt được vọng hư, không chuyên chú thân tâm liền phân tán, là kẻ sơ học chướng sâu mà tuệ cạn, vọng dãy đầy chiêu cảm bọn ma con. Cho nên lịch đại tổ sư và chư Phật Thế Tôn dạy niệm Phật hiệu A-di-đà chuyên nhất, chứng niệm Phật tam muội diệu môn hoàn tất. Nên phải biết rằng trì Phật danh là một pháp khế muôn cơ, trì khích khao đến chỗ bất loạn tâm thì thật tướng sẽ lộ bày cùng cực. Muốn nhập Phật cảnh nên nương Phật lực, cầu Di Đà rúng động bọn ma quân, há chẳng hơn tự cậy lực oai hùng, gặp ma chẳng biết lại cùng ma đắc ý. Pháp Như Lai thuyết khế cơ nhưng đồng vị, dùng quyền môn ẩn thật pháp bên trong, năm thời giáo hóa pháp pháp dung thông, thời cơ đến liền khai quyền hiển thật. Khi đến được chỗ tâm đồng tâm Phật, thấy hay không thấy Phật chẳng bận lòng, chớ ước ao mong đợi thấy Thế Tôn, cảm ứng chưa thông mê tâm sanh bệnh, oan gia nhiều kiếp thừa cơ xuất hiện, dối hiện ra thân Phật thọ ước ao, mơ tưởng trăm bề sống tựa chim bao, tự mình hại mình mà nào rõ biết. Hãy cố công tu trì, nhất tâm hiển hiện, nắm chặt câu Phật hiệu chẳng lơi tay, không phí công hí luận muốn cao bay, bay chẳng được mà còn rơi xuống thấp. Kẻ chưa hiểu lý đạo nên sanh lòng bài bác, không chuyên cần niệm Phật lại niệm mình, miệng nói rằng tu nhưng ngã chấp ngông nghênh, chưa biết pháp nói chi là pháp chấp, tưởng rằng chỉ nói đôi ba câu đùa cợt, có hay đâu khẩu nghiệp buộc vào thân. Ẩn hoàng tôi ngại kẻ chẳng biết dụng tâm, mất lợi lớn lại khiến người thoái thất. Dạ, con xin được đọc lá thư của cô Phật tử, cung kính gửi lên sư phụ. A-di-đà Phật, con kính chào sư phụ. Con là Kim Anh, Hà Nội, con pháp danh Diệu Minh. Em con là Nguyễn Tiến Cường, cách đây 4 ngày em con bị mắc COVID-19. Bị 11 ngày rồi, không báo cho chúng con. Đến khi mặt thâm đen, chân tay co dúm, giật liên hồi, thở máy rồi mới báo cho các chị, vì em con ở Sài Gòn biết. Vừa được tin đó, con liền khởi tâm cúng dường tam bảo, phóng sanh để cứu mạng. Cho dù con không có tiền, có bao nhiêu con làm bấy nhiêu, nửa đêm liền chuyển tiền cúng dường và gọi đặt phóng sanh. Kính bạch sư phụ, xong rồi con gọi chị con và các cháu ai biết tu tập lạy Phật sám hối, thế cho Cường, và con gọi em dâu, nói niệm Phật liên tục bên tai chồng để chồng niệm Phật, không được để hôn mê. Và con bảo em dâu đưa điện thoại vào tai cho Cường nghe con nói, với Cường niệm Phật, bây giờ chỉ có Phật mới cứu cậu được nhanh nhất. Cậu hãy niệm Phật trong tâm không được ngừng. Kính bạch sư phụ, mấy tiếng sau con gọi lại cho vợ, thì bảo nhà em đã đỡ không bị co giật và khó thở nữa, đã ngủ rồi. Kính bạch sư phụ, thật là bất khả tư nghi. Nếu không niệm Phật chờ bác sĩ xét nghiệm chuẩn đoán xong mới điều trị thuốc thì em con đã mất mạng. Kính bạch sư phụ, con là người tuyệt đối tin vào câu thánh hiệu A-di-đà Phật màu nhiệm và bất khả tư nghi. Nay con xin thành kính tri ân sư phụ, nhờ có bài pháp chuyện lạ của sư phụ làm con càng có lòng tin vững chắc vào thánh hiệu A-di-đà Phật để cứu em con. Nhờ hồng ân tam bảo gia trì, nhờ phước đức của sư phụ mà em con đã tuột khỏi tay tử thần trong đại dịch corona này. Con xin thành kính tri ân sư phụ. Nam mô A Di Đà Phật.
Việc dịch bệnh hôm nay đang tiếp tục lây lan và phát triển mạnh do chủng mới. Nhưng mà cô này có phóng sanh, có làm phước. Và người thân niệm Phật và cổ khai thị cho người em niệm Phật. Bản thân họ phải niệm Phật lắm, họ mới có cái niềm tin và họ có năng lượng đó và họ truyền tải qua và nhờ Phật lực chú này thoát chết. Bởi vì khi mà nó bị nhiễm Covid rồi đó, thì mất đi cái khứu giác là mùi vị, rồi cái vị giác là ăn không còn được nữa, sức khỏe không có, thì bắt đầu nó tấn công, nó làm mình run sợ mà chết. Hầu như con người chết mình là run sợ mà chết. Thấy thọ mạng mình hết rồi, mình đau bệnh rồi, mình không thể sống được. Thì cái sợ này nó giết mình là chính. Bởi vì mình làm cho tất cả loài chúng sanh sợ hãi. Tuy rằng mình không trực tiếp giết, mình ăn thịt nó, thì cái người mà giết nó làm cho con thú này sợ hãi. Giết nó thì nó phải sợ hãi đúng không? Thì mình ăn cái thịt đó thì mình cộng nghiệp, gọi là nghiệp sợ hãi mà mình chết. Đó. Trong một cái giai đoạn ngắn niệm Phật một cái chuyển, hoặc niệm Quan Âm cũng chuyển, nhưng mà cô này có tin tưởng niệm Phật nó qua liền tức khắc, không còn có giật nữa. Thì ở trong kinh Sai Biệt Nghiệp Báo 10 công đức phóng sanh, mà chúng tôi đọc hai cái công đức, là công đức là thứ nhất đó là không có nạn đau binh, tránh được tai họa chiến tranh dịch bệnh tàn sát. Cái người mà phóng sanh ăn chay á, là họ không có bị đau binh. Đau binh đến với họ, thay vì họ ở chỗ này bơm nổ phải không, khiến cái họ đi chỗ khác, nó nổ ngay chỗ đó, họ không chết. Dịch bệnh họ cũng không chết. Thứ hai đó là sống lâu mạnh khỏe, ít bệnh tật. Người phóng sanh ăn chay kiên giết là vậy đó, thọ mạng kéo dài. Công đức in kinh và công đức thứ sáu đó là thân và tâm luôn được an vui, ngày không gặp việc nguy khốn, đêm ngủ không thấy ác mộng, diện mạo hiền sáng. Nhìn mặt người này rất hiền, sáng sủa, mạnh khỏe, an lành, việc làm thuận lợi, kết quả tốt đẹp. Người in kinh đó. Thứ sáu là tâm không mong cầu phước báu giàu sang, nhưng tự nhiên cơm ăn áo mặc được đầy đủ, gia đình trên thuận dưới hòa, con cháu đời đời hưởng lộc. Thế công đức in kinh kinh khủng. Vì kinh của Phật cái công đức thù thắng lắm, bọn phàm phu mình không thể biết nổi. Cho nên ra là kinh sách của mình bây giờ còn một kho cho nó thiệt lớn. Mới gửi qua 50 cuốn kinh ở bên Đắk Lắk cho họ, tặng họ miễn phí để mà họ tụng luận tạng vân vân, kinh sách in ra tặng cho họ miễn phí. Cái đó là gia đình mình đang tích thiện thì gia đình mình đều vui có thừa. Mình tụng kinh không được, không có thời gian, mình in kinh cho người khác tụng, công đức rất thù thắng. Và cả gia đình trên chùa dưới này là đang tích thiện, in kinh, phóng sanh, niệm Phật, ăn chay. Thì buộc gia đình này, chắc chắn gia đình này là phải có niềm vui, điều vui có thừa. Ăn chay cũng biết ăn chay, phóng sanh cũng biết phóng sanh, in kinh cũng biết tụng kinh, tụng kinh cũng biết tụng kinh, làm lành niệm Phật. Không biết gì hết, thì tai ương, việc ác có thừa đến với nhà mình, đừng có than trách nghe chưa. Điều đó là Phật Tổ nói rõ ràng như vậy. Cho nên thành ra thôi, bây giờ ai nói gì nói, làm gì làm, nhục mạ mình hoặc ghét dơ mình gì đi nữa, trong tâm mình niệm cho rõ ràng. Mà khi trong tâm mình niệm Phật rõ ràng thì cái tiếng đó nó vô, nó bay ra, nó không có thể xâm nhập vô tâm mình được. Và đến lúc mình đang nghe người ta nói chuyện mà trong tâm mình vẫn niệm Phật được, vẫn rõ ràng, thì cái sự huân tập của cái âm thanh mà niệm trong tâm ý căn mạnh dữ lắm rồi đó. Mạnh lắm rồi, cho nên họ nghe cái âm thanh họ không mất. Bây giờ thường coi, trong tâm mình niệm Phật mà nghe cái âm thanh bên ngoài cái mất liền. Trong tâm mình quá yếu, ý căn quá yếu, hàm dưỡng câu niệm Phật quá yếu, đúng không? Rồi miệng của mình là gì? Nó nói sàm sàm, nó đủ kiểu phải không? Bữa nay miệng mình để niệm Phật thuần luôn, cho quen cái miệng luôn. Đi là cứ nhép Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái miệng nhép nhẹ nhẹ, nhiều lúc người ta không thấy cái miệng mình nhép, mà cái hơi cái tai mình vừa nghe, tập cho nó quen. Tai mình thường nghe câu Phật hiệu mà không nghe là mình thấy thiếu rồi. Cũng như cái bà đó, bà thích chữ lộn, mà bữa nào bà không chữ là bà chịu không nổi. Quen à, nghiệp nó quen à. Không? Bữa nào bà phải nghe cái bài hát của cái anh chàng đó, chứ không nghe chịu không nổi, phải nghe nhạc tối ngày, không phải chịu nổi. Luyện cái tai quen à. Hôm nay mình nghe câu niệm Phật tối ngày, gì cũng nó quen thôi.
Thôi hết giờ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.